Ok, chúng ta bắt đầu nha. Thì hôm nay nó là một cái kỹ thuật chúng ta phải học sâu, học học chứ không phải là học mô hình học sâu mà học chuyên sâu vào một kỹ thuật đúng không nhỉ? Cho nên thầy sẽ giảng rất là sâu về SVM và các bạn được chú ý theo dõi từ đầu. Nếu mà các bạn mất tập trung thì có thể là sau đó thì các bạn sẽ không hiểu những phần sau. Đó. Rồi. 13 người đúng không? Một người vào muộn là 14, vẫn thiếu một người nữa. Ok. Thì cái mô hình SVM ấy, thứ nhất là nó được cho rằng là nó không có gì mới cả, nhưng mà nó được cho rằng là nó được hình thành từ những cái lập luận toán học rất là chặt chẽ. Cái thứ hai là chúng ta biết là trong một cái mô hình mạng neuron truyền thống thì mỗi một cái neuron nó chính là một cái SVM. Vậy thì cái mạng neuron truyền thống người ta cho rằng là nó là ghép của nhiều cái SVM lại với nhau. Và những cái khái niệm ở trong mạng neuron đều liên quan đến cái SVM này. Như vậy nếu chúng ta hiểu được cái SVM thì sau đó chúng ta tiếp cận với mạng neuron nó sẽ dễ hơn. Và chúng ta sẽ hiểu được sâu hơn về cái mạng neuron. Còn nếu không thì có thể chúng ta chỉ dừng lại ở mức là sử dụng các cái mạng neuron đấy mà chúng ta sẽ không hiểu sâu được vào bên trong của nó. Chính vì vậy mà thầy chọn cái kỹ thuật này để giảng cho chúng ta trong cái phần căn bản này. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ hiểu cái SVM là gì. Thì bây giờ cho chúng ta một cái bộ dữ liệu huấn luyện gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mẫu đúng không nhỉ? Mà chúng ta cứ hình dung là nó trong cái không gian hai chiều, tức là trên một cái mặt phẳng đi cho nó dễ hình dung, chứ bây giờ dữ liệu trong thực tế nó có thể là nhiều chiều, tức là mỗi một thuộc tính là một chiều đúng không nhỉ? Thì chúng ta có ví dụ 100 thuộc tính thì nó sẽ có 100 cột đúng không? 100 cột thì đấy chúng ta gọi là 100 chiều đi. Thì đây chúng ta chỉ có hai cột thôi, x và y hay là x1, x2 trên cái mặt phẳng tọa độ như thế này. Thế thì nó phân bổ thành hai nhóm là đen và trắng. Đen và trắng thì cái chấm nào nó là chấm đen, chấm nào nó là chấm trắng thì chúng ta đã biết rồi đúng không nhỉ, biết trước rồi. Thì cho nên cái dữ liệu này người ta gọi là dữ liệu huấn luyện. Nhiệm vụ của cái phương pháp, của cái giai đoạn huấn luyện ấy, là chúng ta tìm ra một cái đường thẳng mà nó phân tách tốt nhất cái tập này ra làm hai nửa, phân tách tốt nhất. Nhưng vấn đề là thế nào là tốt nhất thì tí nữa chúng ta sẽ làm rõ đúng không nhỉ? Vậy thì trên một cái mặt phẳng chúng ta có vô vàn cái đường thẳng như vậy. Vô vàn cái đường thẳng mà nó phân cái tập này ra làm hai. Hay là phân cái mặt phẳng này ra làm hai phần. Nhưng mà nó sẽ có một cái đường thẳng mà nó phân tách tốt nhất cái tập này ra làm hai. Thì khi chúng ta nhìn, chúng ta sẽ nhìn vào cái đường H1 này, đường H2 và đường H3. Chúng ta sẽ xét cái đường H3 này trước. Khi nếu mà chúng ta dùng cái đường H3 thì chúng ta thấy rõ ràng là cái H3 này nó không phân chia cái tập này ra nó làm hai lớp đen và trắng rõ ràng. Bởi vì nếu chúng ta dùng H3 thì có một cái điểm này nó sẽ thuộc lớp trắng, còn những điểm còn lại thì thuộc lớp đen đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta thấy là nó sai số rất là nhiều đúng không? Nhưng cái đường này nó không nằm ở ranh giới giữa hai cái lớp đen và trắng. Vậy thì cái đường này được cho là không tốt. Đó, không tốt. Ít nhất là chúng ta nhìn thấy nó không tốt rồi đúng không nhỉ? Nếu mà chúng ta dùng cái đường này để làm ranh giới phân chia giữa hai lớp đen và trắng thì nó sẽ không tốt. Vậy thì chúng ta sẽ xét đường H1 và H2. Nếu chúng ta dùng hai cái đường H1 và H2 này làm ranh giới, chúng ta đâu biết cái ranh giới nó ở chỗ nào đâu đúng không nhỉ? Nhưng chúng ta nhìn chúng ta đoán thôi đúng không? Thì cả hai cái đường H1 và H2 này đều phân cái tập này ra làm hai nửa đen và trắng với độ chính xác là 100%, đen một bên, trắng một bên đúng không? Vậy thì nếu như chúng ta lấy cái tiêu chí tốt nhất là cái độ chính xác để phân cái tập này ra làm hai nửa đen và trắng thì rõ ràng lúc này chúng ta sẽ băn khoăn là vậy thì hai thằng này cùng tốt nhất rồi, H1 H2 đều tốt nhất đúng không nhỉ, vì đều độ chính xác là 100% đúng không? Vậy thì chúng ta phải có tiêu chí khác để tìm ra cái tốt nhất đấy. Cái tốt nhất là thế nào thì người ta định nghĩa cái tốt nhất nó không phải là dựa trên cái độ chính xác phân lớp của cái tập huấn luyện này, mà người ta định nghĩa là tốt nhất
là thế nào? Thì trước tiên chúng ta hãy xét cái đường thẳng này. Nếu trong không gian hai chiều thì để phân cái mặt phẳng hai chiều này, này thành hai nửa thì chúng ta chỉ cần dùng một cái đường thẳng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tưởng tượng là cái dữ liệu này trong không gian ba chiều, tức là mỗi một chấm này là một hòn bi, thì để phân cái không gian ba chiều mà cái không gian chúng ta đang sống ở đây thành hai nửa không gian thì chúng ta phải dùng một mặt phẳng, đúng không nhỉ? Thì trong trường hợp dữ liệu thì chúng ta có không gian nó không chỉ là hai hay là ba chiều mà nó có thể là 4, 5 chiều, 1.000 chiều, đúng không? Chúng ta không tưởng tượng được là không gian 3, 4 chiều thì nó như thế nào, 5 chiều nó như thế nào. Thì trong trường hợp tổng quát là không gian n chiều thì người ta gọi cái đường thẳng hay cái mặt phẳng này gọi là siêu phẳng. Cái siêu phẳng nhé, cái này gọi là siêu phẳng. Nhưng mà siêu phẳng chẳng qua là chúng ta gọi cái đường thẳng, cái mặt phẳng hay là cái gì đó trong cái không gian nhiều hơn 3 chiều thì chúng ta không cái tên gì chúng gọi, ta gọi là siêu phẳng. Vậy thì siêu phẳng là một cái tên chung đúng không nhỉ? Còn trong trường hợp đặc biệt là không gian 3 chiều thì chúng ta gọi là mặt phẳng, còn 2 chiều thì gọi là đường thẳng, đúng không? Và phân chia tốt nhất, tức là người ta nói là phân chia tốt nhất thì tôi không thể dựa vào độ chính xác được, bởi vì hai thằng này nó đều là chính xác 100%, và có vô số cái đường mà nó có thể tạo ra cái độ chính xác 100% giữa hai cái ranh giới này. Thì chúng ta sẽ phải chọn lấy một đường, bởi vì chúng ta phải có một cái tiêu chí rõ ràng để chọn chứ, đúng nhỉ? Không thể để cho ông là chọn cái đường nào cũng được. Thì người ta nói là cái siêu phẳng tốt nhất là cái siêu phẳng mà nó có cái lề cực đại. Ví dụ chúng ta muốn vạch một cái đường ngăn cách giữa những cái hộ dân mà sống bên trái cái đường quốc lộ với cái hộ dân sống bên phải cái đường quốc lộ, thì cái đường vạch tốt nhất chính là cái đường vạch ở tim của cái đường quốc lộ đấy, đúng không? Bởi vì có những cái nhà thì không may nó lấn ra ngoài đường giữa, thì lúc đó nếu mà chúng ta vạch ở sát mép đường ấy thì cái nhà nó lấn ra ngoài đường, nên lúc đó chúng ta sẽ băn khoăn không biết cái nhà này là nó ở bên trái cái vạch hay bên phải cái vạch, đúng không nhỉ? Thì chúng ta cứ lấy ở tim đường đi, đúng không? Thì đấy là cái đường tốt nhất. Hay cái lề có nghĩa là cái khoảng cách từ cái điểm gần nhất này, này. Chúng ta hạ vuông góc xuống thì cái đấy gọi là cái lề hay gọi là margin. Margin ấy, thì cái đấy là lớn nhất thì chúng ta sẽ lấy như vậy. Hai cái đường này thì cái H2 sẽ được coi là tốt hơn cái H1, đúng không nhỉ? Và nếu như mà cái H2 này nó có cái lề là lớn nhất thì cái H2 được gọi là tốt nhất. Đấy. Vậy trong một tập dữ liệu thì chúng ta chỉ có một cái đường tốt nhất như vậy thôi, thì không có hai đường. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. Thì mục tiêu là từ cái tập dữ liệu đen trắng này chúng ta tìm ra được cái đường thẳng đó. Thì đường thẳng thì nó phải có phương trình, đúng không nhỉ? Mỗi một cái điểm này nó cũng có hai tọa độ là x1 và x2. Và cái đường thẳng này nó có phương trình là y bằng ax cộng b, đúng không? Thì chúng ta gọi là y bằng v kép x cộng b đó. Thì chúng ta có là v kép chính là a, đúng không nhỉ? Ax cộng b. Thì cái a này nó chính là cái hệ số của cái đường thẳng đấy, đúng không nhỉ? Hay là cái v kép này này, thì người ta gọi là v kép, là nó chính là cái hệ số của cái đường thẳng này. Còn cái b thì nó là cái bias, là cái độ lệch của, bởi vì chúng ta biết là khi x bằng 0 á thì y nó sẽ bằng b, đúng không? Khi x bằng 0 thì y bằng b, tức là cái b nó chính là cái độ lệch của cái đường thẳng này khỏi gốc tọa độ. Thì cái b này nó cũng không quan trọng lắm, nhưng nói chung là chúng ta phải xác định được cái đường thẳng này. Xác định đường thẳng này có nghĩa là chúng ta phải xác định được v kép là bằng bao nhiêu, tức là a đó bằng bao nhiêu và b là bằng bao nhiêu. Thì khi chúng ta xác định được đường thẳng thì chúng ta có thể dùng cái đường thẳng này để phân lớp các cái đối tượng dữ liệu mới. Khi một đối tượng dữ liệu mới là một cái chấm mới, chúng ta không biết nó đen hay trắng, đúng không nhỉ? Nhưng chúng ta muốn trả lời người ta là đây là chấm đen hay chấm trắng thì chúng ta chỉ việc thay cái tọa độ của nó vào cái đường thẳng này thôi, đúng không? Nếu mà thay vào mà nó bằng không thì tức là cái chấm nó nằm trên cái đường thẳng này, lúc đó chúng ta thu được một cái chấm nằm ở giữa đường, đúng không? Và chúng ta không thể trả lời được chính xác 100% là cái này nó đen hay nó trắng, tức là lúc đấy là 50-50, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta thay vào đây mà nó dương thì chúng ta biết là khi một cái tọa độ của một điểm mà thay vào cái phương trình mà nó bị dương ấy thì chứng tỏ là cái điểm đó nó nằm bên trên cái đường đó, đúng không nhỉ? Thì nó nằm bên trên thì tức là nó là cái màu đen thôi. Còn nếu mà nó âm thì chúng ta thay nó, thì khi chúng ta thay cái điểm đó vào đây mà nó âm thì tức là cái điểm đó nó nằm ở bên dưới, tức là nó sẽ là thuộc lớp trắng,
đúng không? Thế đấy là cái ý tưởng là như vậy. Vậy thì cái đường thẳng này này chính là cái quy luật hay là những cái tri thức mà chúng ta rút ra được để chúng ta có thể dùng nó trong cái việc phân lớp các điểm dữ liệu mới. Hay nói khác đi là cái đường thẳng này chính là cái kết quả của cái quá trình huấn luyện. Cái quá trình huấn luyện SVM là cái việc mà người ta cho chúng ta một tập dữ liệu huấn luyện đây, và chúng ta phải làm cách nào đó để tìm ra được cái siêu phẳng này, mà cái siêu phẳng đấy phải là tối ưu, đúng nhỉ? Phải là tối ưu. Thế thì cái bài giảng hôm nay thì chúng ta sẽ phải làm đến tận cùng, tức là chúng ta sẽ phải tìm được cái siêu phẳng này luôn. Tức là thầy sẽ cho dữ liệu cho các em và việc của các em là tìm được cái đường thẳng đấy cho thầy trong một bộ dữ liệu bất kỳ. Đến cái ngày hôm nay chúng ta phải làm được cái việc đấy. Thì đấy mới chỉ là cái SVM cơ bản thôi. Thế sau đó thì sẽ đến các cái gọi là các chủ đề nâng cao của SVM. Thì lúc đó chúng ta sẽ xét cái trường hợp là dữ liệu không phân tách tuyến tính thì chúng ta sẽ dùng như thế nào. Rồi trong trường hợp phân đa lớp thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đó. Rồi nói chung là về cái lý thuyết SVM ấy, thì chúng ta có thể đọc khoảng 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta mới có thể thành thạo được, đúng không nhỉ? Mà cũng chưa thể nói là chúng ta đã làm chủ được hoàn toàn cái lý thuyết về SVM. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta chỉ dùng thôi á, thì khi các em chỉ dùng trong các cái dự án của mình thôi á, mà các em không có hiểu sâu về cái mô hình này á, thì chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức là ok, nếu mà nó tốt thì cũng ok, đúng không nhỉ? Nhưng mà nếu trong trường hợp mà nó xấu thì chúng ta lại bỏ nó đi, chúng ta dùng cái khác, đúng không? Bởi vì chúng ta không hiểu sâu về nó, đúng không? Chúng ta bỏ nó đi, chúng ta dùng cái khác. Thế thì nếu mà cái khác đó mà chúng ta cũng không hiểu sâu thì đến lúc cái khác đó nó xấu, bởi vì cái mô hình nó có thể tốt trên dữ liệu này nhưng nó lại xấu trên dữ liệu kia, thì chúng ta lại bỏ nó đi, lại tìm cái khác, như vậy nó sẽ không hiệu quả, đúng không nhỉ? Có thể là chúng ta chỉ cần chỉnh một chút thôi thì nó sẽ tốt trên cái dự án của chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta không hiểu sâu về lý thuyết của nó cho nên là nếu mà chúng ta chỉ dùng như chúng ta dùng nồi cơm điện thì nếu mà cơm nó sống, ngày nào nấu cơm nó cũng sống thì thôi bỏ nó đi rồi mua cái khác, đúng không nhỉ? Nhưng mà chúng ta là cái dân công nghệ thông tin cơ mà, chúng ta có phải là cái người dân người ta mua nồi cơm điện về người ta dùng đâu, chúng ta là người làm ra cái nồi đó thì chúng ta phải hiểu sâu về lý thuyết của nó, đúng không nhỉ? Rồi sau đó thì chúng ta có thể điều chỉnh nó đi, hay là chúng ta biết là à tại sao nó lại xấu. Thì cái lý thuyết SVM ấy là cái việc mà chúng ta tìm ra một cái siêu phẳng phân tách tốt nhất cái tập dữ liệu này ra làm hai nửa đen và trắng. Thì tìm ra một siêu phẳng tức là tìm cái gì, là tìm cái V kép là bằng bao nhiêu và cái B bằng bao nhiêu. Bởi vì chúng ta biết là cứ một cái bộ V kép B thì cho ta một cái siêu phẳng, đúng không nhỉ? Thì cái V kép phải x này này, đây là cái tích vô hướng của hai vectơ V kép và x trong trường hợp mà V kép và x là trong không gian nhiều chiều, đúng không nhỉ? Ví dụ x nó có n thuộc tính thì nó có n thành phần là x1, x2, xn. Thì lúc đó cái V kép nó cũng phải có n thành phần, tức là V kép 1, V kép 2, V kép n. Đó. Có một slide mà nói lâu thế đấy. V kép thì người ta gọi là vectơ chỉ phương của cái siêu phẳng và B thì gọi là bias, nhưng trong Python thì nó không gọi là bias, nó gọi tên khác. Thế thì về mặt hình học á, thì người ta nói là cái lề đó thì được tính là bằng 2 chia cho chuẩn 2 của V kép. Tức là với một cái đường thẳng có dạng là y bằng V kép x cộng b thì cái lề của nó thì sẽ được viết là chuẩn 2 chia cho chuẩn 2 của V kép, tức là hai bên lề, đúng không nhỉ? Còn một bên tức là khoảng cách từ cái tim đường ấy mà đến cái hộ dân gần nhất ấy, ở mé đường ấy, là bằng 1 chia cho chuẩn 2 của V kép. Vậy chúng ta có hai cái bên lề thì nó bằng 2 chia cho chuẩn 2 V kép thôi. Thì đến đây thầy lại phải dừng lại để thầy nói là cái chuẩn 2 là cái gì? Các em đã nắm được cái công thức của cái chuẩn 2 chưa? Chuẩn 2 của một vector tính như thế nào? Bởi vì một số bạn chưa nắm được cái những cái kiến thức cơ bản thì nếu mà thầy cứ nói tràn đi thì các bạn sẽ không hiểu được, đúng không Vâng, cái này thầy nói chi tiết một nhỉ? chút Thầy sẽ nói qua một chút về cái chuẩn 2 nhé. ạ. Chúng ta có một cái vector x đi. Nó có 10 có 5 thành phần là x1 này, x2, x3, x4, x5, tức là nó 5 thuộc tính. Chúng ta có một cái bộ dữ liệu của 5 cột, đúng không? Dạ
họ tên này, ngày sinh, quê quán, địa chỉ gì đó, năm cột thì chúng ta gọi là x1, x2, x3. Thì thầy có một cái bản ghi là x, x thì nó bằng ví dụ như là 0,1, 0,8, 0,9, 0,4, 0,3. Thì đây người ta gọi là cái vector này, cái điểm dữ liệu này nó trong không gian 5 chiều, đúng không nhỉ? 5 chiều. Nếu chúng ta chỉ có hai tọa độ thôi, tức là x, y thôi, thì đấy là không gian 2 chiều, đúng không? Ba tọa độ là x, y, z thì là 3 chiều, 4 là 4 chiều, 5 là 5 chiều thôi. Thì mỗi một cái chấm đen, chấm trắng của chúng ta ấy, nó là một cái vector như này. Đây là cái tọa độ của nó, đúng không? Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn tính chuẩn 2 của x, nó ký hiệu như thế này, đây gọi là chuẩn 2, thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của, rất đơn giản, là của x1 bình phương cộng với, à, bình phương này, cộng với x2 bình phương cộng với vân vân. À, tất nhiên là không phải vân vân vì đây có 5 cái thôi, đúng nhỉ? X5 bình phương. À, thì đây là chuẩn 2 nhé. Có nghĩa là trong một vector thì ông tính được chuẩn 2, nó là một con số thực bao nhiêu tính ra. Thế còn chuẩn 1 của nó, chuẩn 1 thì bằng chỉ tuyệt đối của nó, đúng nhỉ? Tức là bằng chỉ tuyệt đối của x1 cộng với chỉ tuyệt đối của x2 cộng vân vân cộng với chỉ tuyệt đối của x5. Đấy là cái chuẩn 1. Thì chuẩn 1 sẽ cho ta một con số dương, số thực dương, đúng nhỉ? Thế còn chuẩn không của nó, x gì mà không, thì nó sẽ chính là bằng số phần tử khác không trong cái tập x1, x2, x3, x4, x5, tức là bằng cáp của x, y, cái y từ 1 đến 5, đúng nhỉ? Hay tôi biết là x1, x2, x3, x4, x5, tức là cáp là cái gì? Cáp là chúng ta đếm xem nó có bao nhiêu số nó khác không thôi thì gọi là cáp. Ví dụ thằng này thì cáp của nó bằng 5, 5 số khác không, đúng nhỉ? Nhưng thế nếu mà thầy cho số 0 ở đây thì cáp của nó bằng 4, đúng không? Số âm thì sao thầy? Số âm nó đâu có quan tâm, nó chỉ quan tâm không hay là không phải là Không, không, dạ vâng. đúng không? Ví dụ chỗ này chúng ta không thì cáp của nó bằng 3, cái này là âm 0,9, cáp nó vẫn bằng 3, đúng nhỉ? Thì đấy là chuẩn không. Cái chuẩn không này nó áp dụng rất tốt trong trường hợp chúng ta làm trích chọn thuộc tính. Ví dụ những cái thuộc tính nào mà nó bằng không này, thì có nghĩa là khi chúng ta phân lớp, chúng ta không cần phải sử dụng cái thuộc tính đấy nữa, bởi vì chúng ta biết là khi không chúng ta nhân vào với một cái, nếu mà chúng ta tìm được v kép ấy, ví dụ đây là vector v kép chẳng hạn, mà khi chúng ta tính v kép x thì chúng ta phải nhân cái v kép này với x, đúng nhỉ? Thì khi mà cái v kép bằng không thì khi chúng ta nhân vào thì nó sẽ mất tích luôn, đúng không? Bởi vì không nhân với cái gì nó chẳng bằng không, Vâng. cho nên những cái số không này nếu càng nhiều càng tốt, đúng không? Và khi chúng ta tìm được những cái kép nào mà nó bằng không thì chúng ta có thể bỏ cái thuộc tính ấy đi. Về đây chính là cái lý thuyết về cái trích chọn thuộc tính trong cái SVM, thì cái đấy thì nó chuyên sâu hơn, đúng không nhỉ? Thì tóm lại là ví dụ với cái v kép tôi tìm ra như này thì cái bộ dữ liệu của tôi có thể bỏ hai thuộc tính x 4 x 5 được, tôi không cần dùng đến, bởi vì dùng nó cũng chẳng có tác dụng, nó nhân với không, đúng không nhỉ? Đó. Tức là ba cái thuộc tính này nó là quan trọng, còn hai cái thuộc tính này nó không quan trọng. Đó. Thì đấy là cái x không. Thế còn cái x vô cùng ấy, vô cùng là cái dấu số 8 nằm ngang ấy, nhưng mà thầy không biết được, thầy viết là INF, đúng không nhỉ? Thì đấy là chuẩn vô cùng, thì nó bằng mắt của x1, x2, x3, x4, x5. Thì ông đã làm trí tuệ nhân tạo thì ông phải biết về mấy cái chuẩn này, bởi vì những cái mô hình chuyên sâu của nó toàn là dùng các cái chuẩn thôi. Đó, thì đây là một số cái chuẩn chính, đúng nhỉ? Còn có chuẩn P nữa, chuẩn P thì là tổng hợp của các cái này. Nhưng chúng ta phải nhớ là chuẩn 2, chuẩn 2 thì không cần viết số 2 ở đây, bỏ nó đi. Chuẩn 1, chuẩn 0 và chuẩn vô cùng. Đó, thì cách tính nó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái mô hình của chúng ta. Mô hình SVM, đúng nhỉ? Đâu rồi ta? Đây. Thì cái lề của chúng ta
Nếu mà chúng ta có một cái đường thẳng là vkx cộng b bằng y bằng vkx cộng b ấy, cái chỗ cộng với trừ không quan trọng các em nhé, bởi vì cái này do mình đặt thôi mà, mình đặt trừ b bằng b thì nó sẽ thành cộng thôi. Thì cái chuẩn mà cái siêu phẳng mà nó có dạng là vkx cộng b bằng không ấy, thì cái lề của nó về mặt hình học hay là toán học người ta tính được là bằng 2 chia cho chuẩn 2 của vkx, có nghĩa là ông cứ đưa cho tôi một cái siêu phẳng tôi sẽ tính được cái lề của nó, công thức của nó là 2 chia chuẩn 2 vkx. Đó. Thế thì cái bài toán của chúng ta sẽ trở thành là tìm cái siêu phẳng sao cho cái lề này nó đạt cực đại. Tức là ông phải tìm vkb làm sao đó tôi có một cái thế giới vô cùng vô tận của các cái vkb đúng không nhỉ? Nhưng ông phải tìm cho tôi một cái vkb mà sao cho 2 chia cho chuẩn 2 của cái vkb ấy nó đạt cực đại. Tức là nó lớn nhất. Tất nhiên là phải trong cái điều kiện là chúng ta có cái dữ liệu ở đây. Chứ còn nếu mà chúng ta không có cái dữ liệu này thì tôi biết tìm kiểu gì, lề nó ở đâu mà ra đúng không nhỉ? Tức là phải trên dựa trên những cái điểm dữ liệu này. Vậy thì bài toán của chúng ta sẽ trở thành là tìm V và B sao cho RN, chứ RN tức là nó là một cái vector của N thành phần gọi là RN. B thuộc R tức là B là một con số thực đúng không nhỉ? Sao cho cái lề của nó là được cực đại. Tức là chúng ta sẽ giải cái bài sau. Chúng ta có mô hình SVM biên cứng hay gọi là hard margin. Chúng ta sẽ giải là max của cái lề đúng không? Thế cái lề nó là bằng 2 chia cho chuẩn 2 của VK. Thì cái việc là cái thằng 2 chia cho chuẩn 2 VK nó đạt max thì nó cũng tương đương với cái bài toán là 1 chia cho chuẩn 2 VK đạt max thôi. Bởi vì cái này nó max khi mà cái VK nó min mà đúng không? Cái 2 hay 1 tí ở trên này thì nó cũng không quan trọng. Đó. Thì tức là chúng ta phải tìm một cái cặp V và B thuộc omega, tức là một cái tập xác định nào đó sao cho cái lề này, này là 1 chia chuẩn 2. Tại sao chỗ này không có bình phương mà chỗ này này có bình phương? Tại sao chỗ này là 2 mà dưới này là 1? Các em nào giải thích được không? Tại sao chỗ này là 2 mà dưới này là 1? Tại sao chỗ này không có bình phương mà chỗ này tôi thêm bình phương vào có ảnh hưởng gì không trong cái bài toán này hay không? Phương thì để cho ở số lần như là À, bởi vì cái chuẩn 2 của V kép là một con số dương đúng không nhỉ? Bởi vì chúng ta lấy căn bậc 2 mà đúng không? Thì khi mà cái bình phương này mà tức là cái này cái bình phương này mà nó đạt max cái hay là đạt min ý, thì cái không bình phương nó cũng sẽ đạt max hay đạt min đúng không? Bình phương nên đâu có ảnh hưởng gì. Ví dụ chúng ta tìm ra một cái con số lớn nhất là bằng 10 đúng không nhỉ? Thì cái bình phương lớn nhất của các số đấy nó sẽ là 100. Tức là không có số nào mà bình phương nó lớn hơn 100 cả. Đúng không? Như vậy cái bài toán này nó tương đương với nhau nếu chúng ta bình phương lên nó không ảnh hưởng gì. Và tại sao lại phải bình phương lên là bởi vì chúng ta biết là cái chuẩn 2 nó có cái căn. Thì chúng ta bình phương lên để tí nó lấy đạo hàm một thứ thì nó sẽ mất cái căn đi đúng không? Để tính cho nó dễ đúng không nhỉ? Chứ còn nếu mà chúng ta cứ để không có bình phương thì nó có cái căn đấy thì giải làm sao được cái bài này đúng không? Rất khó giải, cho nên người ta bình phương để cho nó mất cái căn đi thôi. Thế còn cái chuyện là 2 chia chuẩn 2 với kép với 1 chia chuẩn 2 với kép thì nó cũng tương đương nhau thôi, đúng không nhỉ? Bởi vì khi nó đạt max thì 1 hay 2 nó cũng sẽ đạt max. Đó. Thì cái bài toán của chúng ta như này và người ta sẽ biến đổi nó để trở về bài toán min quen thuộc ấy, bởi vì giải bài toán max thì nó sẽ tương đương với một bài toán min là min của cái mẫu số, đúng không nhỉ? Vì chúng ta biết là max của cái phân số thì nó sẽ bằng min của cái mẫu số đúng không? Thì nó sẽ là min của cái chuẩn 2 với kép bình phương này. Nhưng người ta thêm 1 phần 2 vào đây để tí nó giải cái bài này, người ta lấy đạo hàm phẩy một cái. Thì cái bình phương chúng ta tính đạo hàm hồi cấp 3 chúng ta học đó, là cái bình phương này đạo hàm thì nó sẽ bằng 2 hạ xuống đây đúng không nhỉ? Vâng. Thì nó sẽ giải nước đi cho cái 2 này nó mất cái hệ số này đi, tức là hệ số bằng 1 để cho nó dễ giải thôi chứ không có gì cả. Nhưng người ta thêm cái 1 phần 2 vào đây thôi. Cái bài toán của chúng ta sẽ là min của 1 phần 2 với kép bình phương. Đó. Thế thì ở đây á, cái điều kiện, cái ràng buộc của chúng ta là cái V kép và B hay là cái siêu phẳng này nó phải nằm ở giữa. Chúng ta chỉ tìm những cái siêu phẳng mà nó nằm ở giữa hai cái, giữa hai cái gọi là cái gì? Cho tôi chúng ta gọi là ở giữa, ở trên cái đường ấy thôi đúng không nhỉ? Để thầy quý để thầy chuyển 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 slide. Cái dùng cái Google Meet thì rất là khó điều khiển.
Tức là chúng ta chỉ tìm cái siêu phẳng, cái tập siêu phẳng ở trong cái tập siêu phẳng giữa hai cái đường đường đứt này này, để cho nó đỡ phải tìm nhiều đúng không nhỉ? Chứ bây giờ ông tìm trên toàn bộ thế giới này thì nó đến bao giờ mới sao mới tìm được cái thằng ở giữa này đúng không? Cho nên người ta chỉ tìm những cái đường thẳng mà nó nằm ở giữa hai cái vạch song đứt này thôi. Có nghĩa là lúc đó thì cái điểm đen nó phải nằm về một phía của VKB của cái siêu phẳng này, và đường trắng nó phải nằm ở một phía khác. Có nghĩa là người ta sẽ, ở đây người ta có các cái điểm XY này này, và YY là đen hay trắng đúng không nhỉ? Một hay dương một đấy. YY là cái lớp của nó, còn XY là cái các cái chấm này này. Thì khi thay vào cái đường này á, thì nếu mà nó là dương thì nó phải nằm về một phía, còn nếu mà nó là âm thì nó phải nằm một phía. Ý nói là cái ràng buộc này sẽ hạn chế cái miền tìm kiếm cho chúng ta, và chúng ta chỉ tìm những cái đường ở trong cái phần song song thôi. Đó, thì trong số những cái đường đấy ông tìm cho tôi một cái đường tốt nhất đúng không nhỉ? Tức là cái này nó đạt min, cái hệ số của nó đó mà chúng ta lấy chuẩn hai cái bình phương lên nó đạt min thế thôi. Thế thì bài này thì chúng ta làm thế nào, để tìm được V kép và B? Thì bây giờ anh không giải được, anh không tìm được thì coi như thất bại rồi đúng không? Anh đừng có áp dụng phương pháp này nữa. Phương pháp này là anh phải tìm được. Nhưng khi anh tìm được ấy, thì những cái chấm mà nó nằm ở cái đường, nó nằm ở cái vỉa hè này, những cái chấm mà những cái nhà mà nó nằm ngay mặt đường á, ngay mặt đường, ngay cái lề đường ấy, thì cái đấy người ta gọi là vector hỗ trợ. Bởi vì chúng ta biết mỗi một cái chấm này là một vector đúng không? Mỗi một chấm này là một vector, nhưng mà cái chấm nào mà nằm ở mép đường này thì gọi là vector hỗ trợ, bởi vì nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái quá trình chúng ta tìm ra được cái siêu phẳng này. Thế còn những thằng ở sâu trong mép đường thì tất nhiên là nó cũng có vai trò của nó. Đó, cho nên cái phương pháp này gọi là vector hỗ trợ là như vậy. Thì bây giờ đa số ở Việt Nam người ta giảng, chúng ta người ta chỉ giảng đến đây thôi. Tức là anh phải giải cái bài toán này rồi anh tìm ra được cái VKB thế thôi. Anh tìm cho tôi VKB. Nhưng người ta không nói cho chúng ta biết là giải như thế nào đúng nhỉ? Cái điều thứ hai là khi chúng ta dùng Python hay dùng cái gì đó để chúng ta code, chúng ta dùng SVM, thì chúng ta cứ đưa dữ liệu huấn luyện vào cái là hệ thống nó sẽ giải cho chúng ta, nó làm từ A đến Z luôn, nó ra kết quả luôn đúng nhỉ? Chúng ta cũng không biết là nó làm thế nào để nó ra được cái VKB đấy nữa đúng nhỉ? Thì nếu như chúng ta chỉ là cái người dùng nồi cơm điện thì chúng ta chả cần phải biết cái đó, nhưng mà chúng ta lại là người sản xuất ra cái nồi cơm điện đấy, cạnh tranh với các nồi khác đúng không, thì chúng ta buộc phải tìm hiểu xem là bên trong nó sẽ làm như thế nào, rồi thì chúng ta có thể cải tiến nó đi ở đâu đó. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp trong các cái slide sau. Thì tuy nhiên là nếu như mà chúng ta chỉ tìm những cái siêu phẳng trong cái miền thẳng tắp như thế này, trong cái đống này, thì cái việc giải cái bài toán ấy nó hơi khó một chút, nó khó đạt được nghiệm. Cho nên người ta mới cho phép là cái biên này này, cái biên này nó có thể mềm dẻo như là chúng ta căng một cái sợi dây cao su mà chúng ta có thể kéo uốn éo ở đây. Tức là cái bộ biên nó không phải thẳng tắp mà nó có thể lượn lẹo như này, tức là nó có đàn hồi như này. Cho nên người ta thêm một cái biến slack vào đây. Cái biến slack thì chúng ta cứ tưởng tượng nó là cái biến phụ, cái biến đó gọi là biến, thầy đặt là biến cờ si đúng không nhỉ, cờ si. Chúng ta thêm cái biến phụ vào đây, thêm cái tập này vào đây, như vậy cái bài toán của chúng ta nó đang là hai biến là VKB, chúng ta đang cần phải tìm hai thứ VKB, thì bây giờ chúng ta phải tìm ba thứ là VKB, cờ si, với cờ si là một cái biến phụ, và thêm vào đây để cho nó dễ giải cái bài này thôi. Và khi đó thì cái ràng buộc của chúng ta nó sẽ là một trừ cờ si thay vì là một không ở đây. Thì cái mô hình như thế này ấy, thì người ta gọi là mô hình biên mềm hay là lề mềm, gọi là, tức là chúng ta cứ gọi là mềm ở đây có nghĩa là mềm dẻo ấy, chứ không phải là mềm như là bông đâu mềm dẻo tức là như cái dây cao su ấy. Đó, thì khi cái mô hình này là cái mô hình biên mềm mà người ta sẽ giải nó ra, thì sau khi giải xong người ta sẽ vứt cái cờ si đi, bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến VKB thôi đúng không nhỉ, nhưng mà cho cờ si vào đây để cho nó dễ giải thôi. Đó, thì cái mô hình biên mềm nó khác biên cứng ở cái hàm mục tiêu, tức là cái nó có thêm cái thành phần C cờ si này, và ở cái ràng buộc thì nó có thêm là trừ cờ si ở đây, chứ nó không phải chỉ có một không. Đó, thì giải bài toán tối ưu này thì chúng ta sẽ tìm được một cái cặp, một cái nghiệm là V kép sao và B sao là tối ưu, theo cái nghĩa là cái được siêu phẳng tạo bởi cái V kép sao và B sao nó sẽ phân tách tốt nhất cái tập dữ liệu này ra làm hai nửa. Và khi mà chúng ta tìm được cái siêu phẳng tối ưu đấy rồi thì chúng ta sẽ dùng nó để phân lớp những cái bộ dữ liệu mới,
chúng ta gọi x là cái bộ dữ liệu mới cần phải phân lớp, thì cái lớp của x là cái chúng ta đang cần phải tìm ấy, sẽ được xác định bằng cách là chúng ta tự thay cái x vào cái siêu phẳng này, chúng ta tính v kép x cộng với b xem nó là dương hay âm. Nếu mà nó là dương thì chúng ta xác định x thuộc lớp đen, còn nếu nó là âm thì chúng ta xác định x nó là thuộc lớp trắng. Đó. Như vậy ở đây chúng ta phải dừng lại để nói với nhau là cái mô hình SVM ban đầu này là nó chỉ phân được hai lớp thôi, đen hay trắng thôi. Người ta gọi là phân lớp nhị phân tức là phân làm hai, đúng nhỉ? Nó chỉ giải quyết được cái bài toán phân hai lớp thôi, đen hay trắng, bởi vì cái dấu của nó chỉ có thể dương hay âm thôi, đúng nhỉ? Bằng không tức là nó cái điểm nó nằm trên siêu phẳng này, lúc đó thì chúng ta sẽ không biết phân nó vào đâu. Đó. Thì đấy là cái mô hình SVM gốc của chúng ta. Có em nào có hỏi gì về cái mô hình này không ạ? Hay là vẫn chưa hiểu lắm? Hiểu ý tưởng thôi, đúng không? Hiểu ý tưởng đấy. Ừ, ý tưởng là tốt rồi, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ vào bài tập thì chúng ta mới hiểu sâu về cách tính nó, đúng không? Tí nữa là ông phải giải cho tôi luôn đấy, ông phải biểu diễn bài toán, ông phải giải cho tôi luôn, đúng không nhỉ? Chứ tôi không giải theo cái kiểu là học lý thuyết không, đúng không? Thì để tí nữa các em dần dần các em sẽ hiểu ra, chứ còn bây giờ các em chỉ cần hiểu ý tưởng của nó thế là được rồi. Đừng có nghĩ quan trọng cái v kép là gì, cái b là gì, đúng không nhỉ? Cái c là gì, cái cờ si là gì, cái đấy đau đầu lắm, đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ vào chúng ta mổ xẻ nó ra, thì nó cũng khi mà chúng ta biết nó là cái gì thì nó sẽ đơn giản, còn khi chúng ta không biết thì cái đơn giản nó cũng sẽ phức tạp thôi. Giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp về phần tiếp theo. À, đây bây giờ nếu như chúng ta chưa hiểu rõ thì bây giờ chúng ta phải làm một cái bài tập này. Thầy sẽ làm cho các em trước nhé, thầy sẽ giải cho các em nhìn thấy v kép b của cái này luôn, đúng không nhỉ? Vâng ạ. Rồi thầy dùng cái v kép b thì phân lớp cái bộ màu xanh ở dưới này này, cái bên trên nên là dữ liệu huấn luyện của có 2 4 6 bản ghi, đúng không? Thì các em sẽ bảo thầy là bây giờ thầy có 6 bản ghi thì thầy làm bằng tay được, chứ thầy ngồi thì thầy tính ra được cái v kép b, chứ bây giờ em cho thầy 6.000 bản ghi thì có tính được không? 6.000 tính được hết, người ta phải dùng phần mềm chứ không ai người ta làm bằng tay cả, đúng không? Thì 6.000 cũng giải được hết. Thế thì bây giờ người ta cho chúng ta một cái bộ dữ liệu huấn luyện gồm có 6 bản ghi đây, chúng ta nhìn thấy rồi đúng không? Mỗi bản ghi là có bao nhiêu thuộc tính đây các em? Có bốn ạ. Tức là trong không gian 4 chiều, đúng không nhỉ? À, bốn 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 đúng rồi. Rồi một cái cuối cùng là Cuối cùng là lớp của nó đấy. đã nhận. Lớp Vâng. thì bây giờ cái này nó cũng ký hiệu là dương 1 với âm 1 nhé. Vâng. Nếu mà dữ liệu các em là 0 1 thì các em phải chuyển nó về 1 với dương âm 1 với dương 1 nhé. Chứ Làm nên để sai, 0 1. nó sẽ trả trả về. Bởi vì tính toán nó cũng dùng 1 với dương 1 mà. Chứ nếu mà các em để là lớp là 0 với 1 nên là vào nó tính sai ra thì lúc đó nó lại coi như là không có lớp, đúng nhỉ? Em chú ý cái mô hình này là lớp là 0 là âm 1 dương 1, còn có những cái mô hình khác là 0 1 2 3 4 5 6. Đã, chú ý như vậy. Đấy là lớp. Thế thì đây là cái thằng mà đã biết lớp rồi. Thế còn đây là cái thằng chưa biết lớp, đúng nhỉ? Là cái mà chúng ta cần phải phân lớp đây. Thì đây là cái dữ liệu thầy trích ra từ cái bộ Iris nổi tiếng, khi mà chúng ta làm thực nghiệm cho các cái giải thuật trí tuệ nhân tạo thì chúng ta hay dùng trên cái Iris này. Nó rất đẹp và nó có cái nhiều cái đặc điểm mà chúng ta muốn test. Thì cái bộ Iris đầy đủ thì lấy ở đây, bấm vào đây lấy. Sau này thầy sẽ gửi cho các em cái slide này, thì các em muốn lấy cái bộ Iris đủ thì các em bấm vào đây. Nó có 150 bản ghi đúng không? Ba lớp cơ. Nhưng mà đây thầy tích tách ra thành hai lớp thôi, bởi vì cái SVM nó chỉ làm được hai lớp thôi. FM ban đầu. Thì bây giờ các em sẽ quan sát cách thầy làm. Quan sát nha, cách thầy làm. Để xem thầy làm như thế nào mà nó ra được VKB đâu nhỉ. Ok. Bây giờ thầy sẽ phải quay về cái slide mô hình. Các em muốn thầy làm SVM lề mềm hay lề cứng đây? Muốn làm cái đầu tiên này là lề mềm hay lề cứng? Lề lề cứng, cứ cả hai lề mềm thì nó đơn giản hơn, à lề cứng thì đơn giản hơn đúng không? còn lề mềm thì là nó Lề mềm nó phức tạp hơn, đây cái công thức của nó đây. Thầy sẽ share lại màn hình nha, bởi vì chỉ tính toán mà. Thầy sẽ sang cái phần Word này để lấy copy công thức của nó ra.
Đây, để có cái dữ liệu nó ra. Mình chỉ cần quan tâm đến cái bộ dữ liệu huấn luyện thôi nha. Còn những bộ dữ liệu cần phân lớp thì không quan tâm. Ít nó mới quan tâm. Ô là là. Chờ thêm tí để xe lại màn hình này. Đây. Thì ở Việt Nam thì không thấy ở đâu dạy cái chỗ mà làm này. Bởi vì đa số người ta ăn sẵn này. Cứ thế nó làm sẵn này đúng không nhỉ? Cứ đưa vào Python thông nó làm cái xoẹt cái. Ra kết quả chả quan tâm là nó là làm như nào. Tài liệu tiếng Việt thì không có. Đây cái công thức của chúng ta đây nha. Nhìn nó phức tạp như này thôi. Nhưng chúng ta phải dành 1 năm để chúng ta đọc. Chúng ta hiểu được nó đúng không nhỉ? Bây giờ mỗi một cái chấm này này. Mỗi một cái dòng này là một cái x đúng không? X1 này, x2, x3, x4, x5, x6. Còn đây là cái i1, i2, i3, i4, i5, i6. Đó, đây là cái x là cái dữ liệu, còn y là cái lớp của nó. Tức là trong cái công thức này, cái x y này này, với y chạy từ 1 đến 6. Còn y y là cũng y chạy từ 1 đến 6 là những cái thứ đó. Thế còn vkb, c là cái biến, chúng ta cứ để nguyên đấy. Còn c là một cái hằng số mà chúng ta tùy chọn, tí nữa thầy sẽ nói về cái chuyện chọn C này. Thế thì mô hình của chúng ta sẽ là bằng dữ liệu thì là trong không gian 4 chiều đúng không nhỉ? Tức là chúng ta sẽ có V kép, nó sẽ có 4 cái V kép chứ không phải có một, tức là nó sẽ bằng 1 phần 2 này của V kép 1 bình phương đúng không? Tổng, chúng ta khai triển cái chẩn 2 ra, V kép 2 bình phương cộng với V kép 3 bình phương cộng với V kép 4 bình phương. Thì cái bình phương này rồi thì nó có cái bình phương ở bên trên và cái căn bậc hai, thì cái căn bậc hai với cái bình phương là nó giảm nước đi nhau là hết đúng không nhỉ? Vậy đây là cái thành phần thứ nhất là 1 phần 2 chuẩn 2 của V kép bình phương thì nó như thế này. Đây là thành phần thứ nhất. Đó. Cho nó đỏ lên. Thấy chưa? Cộng với C cả C. C nó là một cái hằng số, thầy lấy C bằng 5 đi thì là cộng với 5 đúng không nhỉ? Cờ C C là thì cứ y chạy chọn số bất kỳ ở đây. thôi, chọn số bất kỳ nhưng nó có cách chọn của nó, tí nữa thầy sẽ nói sau mà. Vâng ạ. Tí nữa thầy sẽ nói cách chọn C này như thế nào đúng không nhỉ? Thì nó tốt, C như nào thì nó xấu. Thế thì cái cờ C này thì nó có bao nhiêu cái cờ C thì cứ có bao nhiêu cái bản ghi ở đây thì có bấy nhiêu cái cờ C, bởi vì đây là y chạy từ 1 đến n, n là số bản ghi huấn luyện này đúng không? Chúng ta có 6 cái dữ liệu huấn luyện thì chúng ta sẽ có 6 cái cờ C. Thì cái cờ C thì đặt là C đó. C là cờ C, là C1 này cộng với C2 cộng C3 cộng C4 cộng C5 đúng không? À còn cộng với C6 nữa. Chúng ta có 6 cái cờ C là sigma y chạy từ 1 đến 6 mà. Cờ CI thì có phải là 6 cái này nó cộng với nhau. Nhân với C đúng không nhỉ? Nhân với 5. Thì đây là cái hàm chúng ta phải giải min của cái này đúng không? Min của cái này. Thế nhưng mà ràng buộc của nó thì có bao nhiêu cái ràng buộc, thì ở đây chúng ta có là II là cái lớp của cái vector thứ y trong cái bộ dữ liệu huấn luyện. Còn XY chính là cái vector thứ y đó. Thì có phải là chúng ta sẽ có 6 cái ràng buộc tất cả không? Bởi vì cứ y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4, 5, 6. Thì chúng ta sẽ có 6 cái ràng buộc này. Là Y1. Tắt cái tiếng đi. Tắt cái tiếng đi cho nó đỡ. À, rồi. Chúng ta có cái ràng buộc là Y1 này nhân với cái kép X1 đúng nhỉ? Cộng với B. Thì có phải là nó sẽ lớn hơn hoặc bằng cái gì, đọc cho thầy. Đọc thì chúng ta mới hiểu được lớn hơn bằng một chứ gì, một chữ C1 là C1 thôi đúng không nhỉ? Một thứ C1 vừa. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là Y2 nhân với cái kép X2 cộng với B thì lớn hơn hoặc bằng 1 trừ C2. Cứ như vậy có 6 cái tất cả chấm chấm chấm, không ngồi đánh được. Y6 đúng không? Nhân với V kép, V kép x ấy, ở đây x6 ấy, là đây là một cái tích vô hướng của hai vectơ đấy, bởi vì nó mỗi cái nó có 4 thành phần đúng không? Thì tí nữa chúng ta triển khai thôi. Cộng với B thì nó có phải nó lớn hơn hoặc bằng
1 trừ C6. Thì đây là cái mô hình bài toán của chúng ta nó như thế này. Đúng nhỉ? Có nghĩa là cái dữ liệu nó sẽ đưa vào đây là cái chỗ x1 này, x2 nó sẽ đưa vào cái ràng buộc này. Thế còn đây là cái bài hàm mục tiêu mà chúng ta cần phải giải, chúng ta phải min cái này. Tìm với kép B cờ C sao cho nó min, đúng nhỉ? Và đây là các cái ràng buộc của chúng ta. Thế thì bây giờ việc của chúng ta là sẽ phải biểu diễn cái này. Thầy xóa cái này đi nha. Có mô hình rồi thì xóa nó đi cho nó đỡ chật. Bây giờ chúng ta biết thật này, thì khi mà các em biết được cái mô hình bài toán nó phải như thế này thì chúng ta giải cái bài toán này thế nào, thì chúng ta không ngồi chúng ta lập bảng đơn hình thì chúng ta giải như là cái phương pháp mà chúng ta học ở đại học, ngồi làm sao mà giải được cái bài này nó to đùng này, đúng nhỉ? Thì chúng ta phải dùng công cụ để giải, thì có vô vàn công cụ để giải những cái bài toán này, và thậm chí khi chúng ta làm các cái mô hình trong Python ấy, thì nó cũng phải dùng một cái công cụ nào đó để nó giải cái bài toán này, rồi nó cho nghiệm cho chúng ta để chúng ta xài, chứ không phải tự nhiên trên trời nó rơi xuống được, đúng nhỉ? Chúng ta thì cứ chấm là nó ra hết, đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ dùng một cái công cụ gọi là CPLEX của hãng IBM để giải cái bài toán này, chứ thầy không giải bằng tay được. Tay mình cho đây 6.000 bản ghi thì làm sao mà giải được, đúng nhỉ? Thì để dùng được cái công cụ CPLEX đấy thì trước tiên là chúng ta sẽ có bước một ấy, là chúng ta phải mô hình hóa cái bài toán này này thành một cái file. Đây, cái đuôi của nó là LP. LP là viết tắt của từ Linear Programming, tức là quy hoạch tuyến tính, đúng không? Thằng CPLEX nó đòi vậy. Thì có những người lập trình siêu ấy thì không cần phải làm file LP mà làm thẳng vào trong bộ nhớ luôn. Nhưng mà chúng ta cứ làm file LP cho nó dễ nhìn, đúng nhỉ? Trong cái file LP thì chúng ta mô hình hóa bài toán nó phải có quy tắc của nó, chứ không phải viết nhanh viết cuội vào đấy mà nó có thể giải được. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng CPLEX này, dùng CPLEX để đọc cái file LP này. Thì cái CPLEX nó sẽ đọc cái file này để nó lấy cái bài toán nó cần phải giải, sau đó nó giải cái bài toán này và nó cho nghiệm cái B mà chúng ta đang mong muốn, đúng nhỉ? Thì đấy là cái bước 2. Thì cái bước huấn luyện chúng ta sẽ dừng ở đây. Sau khi chúng ta thu được cái B ấy, thì chúng ta sẽ dùng nó luôn, đúng không? Chúng ta không còn không làm tiếp nữa. Thì cái B đấy nó sẽ đẩy ra cho chúng ta tí nữa thầy sẽ giải để thầy cho các em xem cái B nó bằng bao nhiêu, đúng nhỉ? Nhưng mà trong khi mà chúng ta làm các cái code thì cái B này nó cũng giải ra và nó cho ta ở trong cái chương trình của chúng ta luôn, chứ chúng ta nó mà chúng ta có không 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 phải ngồi gọi CPLEX ra rồi giải, mà gọi luôn ở trong trong cái code đó, chứ không phải là ngồi bấm bấm này để giải, đúng nhỉ? Đấy, nhưng mà ở đây thầy đang demo cho nên thầy sẽ dùng CPLEX để giải luôn. Như vậy bây giờ thầy sẽ làm bước 1 nha, là mô hình hóa bài toán này. Thì cái file LP sẽ như sau. Chúng ta lại chuyển sang đây. Chuyển nhà. Làm sao để có thể thôi thầy biết luôn ở bên này đi. Bởi vì chúng ta vừa nhìn cái nghe. Bây giờ thầy sẽ làm bước 1 này. Thì cái file LP ấy, mình sẽ viết như sau. Là đầu tiên của cái file LP ấy là viết là cái gì? Đây. Thầy sẽ mở cái file LP để nói cho nó dễ nhớ đầu đầu giờ thầy xíu thầy sẽ cho các em xem một cái file LP, rồi tí nữa thầy sẽ làm một file. Đây. Đây, các em xem mẫu một cái file LP nó sẽ như thế này, xem cái định dạng của nó như thế nào, đúng không? Đây. Đầu tiên ấy là cái từ khóa problem name, sau đó đến tên của cái bài toán của chúng ta, cái tên test này là do mình đặt thôi. Còn cái từ khóa là problem name để tí nữa nó đọc nó biết à cái bài toán này tên là test. Sau đó là cái bài toán tối ưu của chúng ta là min hay max, nếu mà min thì chúng ta ghi là minimize hay là ghi là min cũng được. Hoặc là nếu mà max thì chúng ta ghi là maximize hay là max cũng được. Đấy là cái dòng thứ hai. Dòng thứ ba là chúng ta biểu diễn cái hàm mục tiêu ấy, chúng ta muốn min max cái gì thì chúng ta viết là obj hai chấm, sau bắt đầu đến cái hàm mục tiêu chúng ta viết ra đây, sau đó thì đến subject to. Sau cái subject to này là các ràng buộc, ví dụ chúng ta có 6 ràng buộc thì chúng ta viết 6 cái dòng ở đây. Đấy. Rồi cuối cùng là đến bao. Bao này là ý nói là cái biến v kép của chúng ta ấy, nó có thể nhận giá trị âm hay không,
Nếu nó có những giá trị âm thì chúng ta biết là từ âm vô cùng cho đến dương. Còn nếu mà chúng ta không biết gì ấy, là nó sẽ hiểu rằng là cái biến của chúng ta chỉ nhận giá trị dương thôi. Chú ý nha, nếu nó không biết gì là sai đấy nha. Là cái W nó chỉ hiểu rằng là nó chỉ nhận giá trị dương thôi. Thì lúc đó nghiệm nó sẽ ra khác. Còn nếu nó có nhận giá trị âm thì chúng ta phải viết cái bao này vào đây. Đó. Thì đây là cái cấu trúc của cái file LP. Cuối cùng thì chúng ta làm xong thì chúng ta có cái chữ N ở cuối là kết thúc file. Đó. Thì cái bài toán của chúng ta nó sẽ như thế này đúng không nhỉ? Thế thì nếu mà chúng ta làm trong bộ nhớ thì chúng ta chỉ cần đưa các cái ma trận vào thôi, nhưng mà chúng ta làm một file LP để chúng ta nhìn thấy, mắt nhìn thấy cho nó dễ hiểu đúng không? Đó. Thế sau khi thầy biểu diễn cái bài toán đó, bằng cái này xong á, thì thầy sẽ đưa nó vào CPLEX để nó giải, và thầy sẽ chỉ cho các em thấy à, cái WB đây, WB là cái gì, nó chính là cái siêu phẳng đó mà chúng ta tìm được. Thì bây giờ thầy sẽ biểu diễn này như thế nào với cái mô hình biên mềm này. Không có bảng là rất khổ. Thế với cái mô hình biên mềm ấy, thì cái file LP của chúng ta sẽ như sau. Đây. Đầu tiên là problem name đúng không nhỉ? Ví dụ VD1 đi, đúng không? Đấy, thì đấy là cái tên bài toán phải đặt như vậy, tên bài toán cho mình đặt thôi. Cho màu xanh đi cho nó đẹp. Sau đó là minimize. Đúng không? Chúng ta đang giải bài toán min. Sau đó là obj là hàm mục tiêu là gì? Hàm mục tiêu thì đây, hàm mục tiêu của chúng ta đây. Thì ông cứ viết vào thôi. Thì cách viết của cái 1 phần 2 này này là chúng ta của cái bình phương này này. W1 bình phương ấy, thì chúng ta biết là W1 nhân với W1 đúng không nhỉ? Nhưng mà nó lại còn chia cho 2 thì chúng ta ngoặc vuông này. Không phải ông thích viết nào viết đâu nhá. Ông viết là trên 2. Đấy. Vâng. Đấy là W1 bình phương trên 2. Chứ không phải ông viết 1 phần 2 ở ngoài xong mở ngoặc đâu. Cái đó mà CPLEX nó không chịu. Đó. Cộng với W2 nhân với W2 bình phương đấy là chia 2. Đấy. Không được chấm chấm đâu vì nó không, nó phải viết hết cả. Thế bây giờ chúng ta sẽ được mà hỏi là nếu mà em có 1.000 biến thì thế chắc thầy cứ ngồi thầy viết đến 1.000 luôn à. Thì đúng rồi, nếu mà có 1.000 biến ông phải viết đến 1.000 luôn. Kể cả đến 1 tỷ phải viết đến 1 tỷ đúng không nhỉ? Vậy thì làm sao mà ngồi viết bằng tay được? Cái này người ta gen ra bằng code chứ không ai người ta ngồi viết bằng tay như thầy đúng không nhỉ? Code nó gen ra cái file này luôn. Đó, chúng ta for viết các thứ là nó đẩy ra file luôn đúng không nhỉ? Chứ không ai ngồi ta viết đâu. Với kép 3 nhân với kép 3 đấy, trên 2. Và bởi vì cái này nó bé cho nên thầy ngồi thầy viết để cho chúng ta có thời gian để chúng ta nó thấm vào trong đầu của chúng ta đúng không? Vâng ạ. Nhân với cái 4 trên 2 này cộng với W đấy, nó có 4 W rồi, nó có 4 biến W thì Vâng, có bốn rồi, thì cộng với 5 C1 thì chúng ta biết là 5 C1 chứ không phải viết 5 ở ngoặc đâu, cộng với 5 C2 cộng với 5 C3 thì có dấu cách. có cần phải 5 nhân không ạ? Hay là chỉ Không, cái hệ số nó là hằng thì không cần phải nhân, biến thì mới phải nhân. vâng Với kép mới phải nhân, đúng không? vâng Còn 5 thì không. Cộng với 5 C4 cộng với 5 5 C5 cộng với cái thằng C này nó chỉ là biến phụ thôi, sau này nó vứt đi Vâng. 5 C6. Đấy. Thì đây là cái obj của chúng ta phải min cái này. Thì máy tính nó sẽ hiểu à min cái này. Thế sau đó thì đến subject to. Subject to là chúng ta dịch là sao cho đấy. Sao cho mãn những cái điều kiện sau đây. Có 5 cái ràng buộc này, 6 cái ràng buộc thì thầy chỉ biểu diễn cho các em một cái, thì tí nữa thầy sẽ cho xem 6 cái đúng không? Chứ bây giờ thì ngồi thì gõ thì chắc là lâu lắm. Y1 của chúng ta là bằng bao nhiêu thì chúng ta nhìn vào đây, Y1 là bằng 1 nhá. Y2 là bằng 1, Y3 là bằng 1, Y4 là âm 1. 5 là 1, 6 là 1. Như vậy với cái ràng buộc thứ nhất này này là cái Y1 đấy, thì nó sẽ chúng ta sẽ thay Y1 bằng 1 thì bỏ cái Y1 đi đúng không nhỉ? Thì nó chỉ còn cái này thôi. Đó.
thì có nghĩa là v kép nhân x1 cộng với b thì lớn bằng 1 trừ c1. Có nghĩa là gì? Cái x1 là cái gì? X1 là cái dòng 1, là cái dòng đầu tiên này, nó là 1,1, 3,5, 1,4, 0,2. Thì khi kem nhân với lại cái v kép á thì nó chính là 1,1 nhân với v kép 1 cộng với 3,5 nhân với v kép 2 cộng với 1,4 nhân với v kép 3, thì nó chính là tích vô hướng thôi mà, hai cái vector nhân với nhau. Chúng ta đảo lại nha, chúng ta biết là x1 với kép đi, đúng không? Thì cho nó dễ nhìn thì cái x1 cứ lấy một cái thành phần của x1 thì nhân với một thành phần của v kép, thì chúng ta sẽ có là 1,1 v kép 1 cộng với bao nhiêu, thì phải nhìn đến đây là 3,5 v kép 2 cộng với, nhìn đến trên này này, 1,4 đúng không nhỉ? từ với cái 3 4 cộng không v phẩy kép hai với 3 cấp 4 cộng với không phẩy hai với cấp 4 0,2 v kép 4 đấy. Rồi cộng với b nữa đúng không nhỉ? Cộng với b. Thì cái thành phần này này nó chính là x1 nhân với v kép đấy. X1 nó là gì? 1,1, 3,5, 1,4, 0,2. Đó là cái dòng đầu tiên của cái dữ liệu huấn luyện thì chúng ta gọi là x1. vâng. Dòng thứ hai là x2, đơn giản vậy. Thì cái này nó phải lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta viết như này, 1 trừ đi C1 đúng không nhỉ? Nhưng mà cái cách viết ở trong cái file CPLEX này người ta không biết biến ở bên phải, cho nên người ta sẽ đổi, chuyển vế, đổi dấu, chuyển cái đây sang là cộng với C1 thì nó lớn bằng 1. Đấy. Đúng rồi, 1 trừ C1 là C1 mà đúng nhỉ? Lớn bằng 1. Thì đây là cái ràng buộc thứ nhất. Tương tự như vậy thì các em phải viết 6 cái ràng buộc đó đúng nhỉ? 6 cái ràng buộc thì có nghĩa là chúng ta chỉ 2 4 6. Chúng ta chỉ thay cái số này vào đây thôi. Chúng ta có thể copy xuống, chúng ta thay cái hệ số đi này. Đưa dữ liệu vào đây đúng không? Đấy. Thì cái ràng buộc thứ hai ấy, thì chúng ta làm nào? Thì chúng ta sẽ copy cái dòng này ráng dưới này. Rồi chúng ta thay x2 vào, x2 thì nó là 4,93. 3.0 Nó ra 4. cái này. Cái chỗ này nó bằng 4,9 đúng không Bốn phẩy chín, 3.0, 1.4, 0.2. nhỉ? Sai sai. 3,0, 1,4. Vâng. Đấy. 3,0, 1,4 thì giữ nguyên. 0,2 giữ nguyên đấy, thì nó lớn bằng 1. Thì cái chỗ này chúng ta sửa thành C2. Đấy. Thì đây là cái ràng buộc thứ hai. Vân vân, mà chúng ta có 6 cái dòng tất cả. Thì cái bài toán của chúng ta nó sẽ như thế này. Thì bây giờ thầy đã biểu diễn sẵn cái bài toán đấy rồi. Các em chỉ việc xem thôi. Đâu rồi? Trong cái slide có không? Để cho cái file vẽ được. Đây, thầy đã biểu diễn sẵn ở trong slide luôn rồi. Tất nhiên là chúng ta cứ phải làm để chúng ta hình dung ra nó làm sao đúng không? Chứ còn bây giờ chờ thầy tí. Thì đây là một cái bài toán đầy đủ thầy đã biểu diễn sẵn rồi đây. Đâu rồi? Slide. Đây. Ta chờ xíu. Thì với cái lề cứng đó, thì nó không có cái thành phần C cờ si, thì các em thấy là cái hàm mục tiêu nó chỉ có mỗi cái v kép đây, chuẩn hai của v kép bình phương thôi đúng không nhỉ? Cái màu đỏ tức là nó chỉ có cái thành phần này thôi, còn cái ràng buộc của nó cũng không có cái C1, C2, C3, C4, C5, C6 ở đây nhá. Thế nhưng mà nếu mà với cái nền mềm ấy là nó có cái thêm cái cục C cờ si này và một trừ cờ si này, thì các em sẽ thấy bài toán của nó sẽ có thêm cái thành phần là 0,5 C1. Ở đây thầy lấy C bằng 0,5, còn lúc nãy thầy lấy C bằng 5 nhá. C bao nhiêu cũng được. Đó. Thì đây là con 6 cái C tất cả và có 4 cái V kép đúng không nhỉ? Có 6 cái ràng buộc thầy đặt là R1, R2, R3, R4, R5, R6. Đây là cái nhãn thầy đặt thôi. Và chúng ta thêm cái bao vào đây để cho cái V kép B ấy, nó có thể âm được. Chứ nếu không không thêm cái này nó sẽ không âm. Thì đây là cái bài toán của chúng ta, cái file của chúng ta. Thế cái file mô hình thì bấm vào đây để lấy, nhưng bây giờ thầy sẽ giải cái mô hình này để các em xem nhé. Trời ơi, cái thằng Google Meet này nó không cho share cái màn hình. giờ thầy để thầy lấy cái bài toán này rồi. Thì bây giờ thầy sẽ bật CPLEX lên đã, chờ thầy. Chúng ta giải xong rồi, chúng ta giải lao. Giải xong cái này là giải lao.
Thầy ơi, có trên mạng có cái trải nghiệm mà nó tính bằng tay không thầy? Thầy vừa làm tính bằng tay đấy. Rất may là Không, đấy là Simulink hôm nay qua nó chạy qua cái được, Spinelli đúng không? bởi vì cái bàn này có hôm nó chạy hôm không. Cái Spinelli nó làm thế nào, nó tính như thế nào để ra con số? Dạ, chúng ta chờ thầy nha, để thầy xe này. Ừ đấy. Tải xuống. Không xem full màn hình được đúng không? Đây là cái phần mềm Simplex thầy share cho các em nhé. Và bây giờ thầy bắt đầu giải này. File của thầy đây. Chắc cái này phải xem full màn hình mất thì chúng ta mới nhìn thấy. Đâu rồi? Hiển Thầy thị trong thứ một. thầy muốn để thầy còn nhìn thấy xem bạn nào đang ấy. Thầy thử xem full màn hình xem nó có bị sao không nha. Toàn màn hình. Xe. Nó có bị đề quy thì có đúng không? Các con nhìn thấy thế nào? Được chưa? Không sao. Thôi, không xem full nữa. À. Bây giờ chúng ta hãy quan sát cách thầy giải này. Cái CPLEX ấy thì nó rất đơn giản, mục tiêu của nó là để giải cái bài toán tối ưu thôi. Thì đầu tiên là chúng ta read, read tức là đọc cái file ấy lên, đúng không? Cái file là P vừa rồi á. Đó. Read thì chúng ta chỉ cần đưa cái đường dẫn của cái file vào đây thôi. Đây thầy đã làm sẵn rồi. Thầy sẽ kéo nó vào nhé. Đây. Đấy. Thì cái tên file thầy đặt là problem shop-margin.lp mà thầy đặt ở ổ D. Thì cái lệnh read này chúng ta phải đưa cái tên file vào đây. Rồi chúng ta bấm enter. Nếu mà cái problem của chúng ta biểu diễn mà đúng thì nó sẽ hiện cái thời gian đọc ra là 0,02 giây là đọc cái bài toán ấy lên. Rồi nếu chúng ta biểu diễn sai thì nó sẽ báo lỗi là ông viết sai cái dòng bao nhiêu, đúng nhỉ? Thế sau khi chúng ta read bài toán xong ấy thì chúng ta giải OPT. OPT tức là optimize. Đấy. Thì nó giải qua các cái bước lọc đây. Nó dùng cái phương pháp gì kệ nó, bởi vì chúng ta không nghiên cứu sâu vào cái cách giải bài toán tối ưu đúng nhỉ? Nếu mà muốn nghiên cứu sâu thì chúng ta lại phải mất vài kỳ nữa. Đó. Thì nó sẽ ra nghiệm, nó bảo là cái thời gian để giải cái bài toán này là 0,06 giây. Và cái lề của chúng ta tức là cái objective thì nó được thu được bằng này. Tóm lại vậy. Thế bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến là nghiệm của tôi đâu, với cái B tôi đâu đúng không nhỉ? Với cái B tối ưu đó hay là cái siêu phẳng tối ưu của tôi đâu, thì tên sẽ hiển thị nó ra display này, solution variable đấy. Thì các em sẽ nhìn thấy là nó tìm được cái V kép thì nó gồm có bốn thành phần, là V kép một là âm 0,132077. Chờ thầy, thầy gõ ra Excel nhé để chúng ta còn dùng nó để phân lớp mà. Đây, cái V kép một là âm 0,1 A2077. Chúng ta có nhìn thấy cái đó không? Có nhìn thấy cái solution này không? Có. Không nhìn thấy thì phải hỏi nha. 052831 âm Âm của 5 pha 0,5397 9713 9713 âm của 19151 âm 1,9151. 511. Còn cái B của nó bằng 2,282584. Đấy. 282584. Các em chờ thêm 1 phút để thầy chỉnh lại dữ liệu cho nó đẹp để chúng ta nhìn nha. Để tí nữa thầy share lại cho mày. Đấy. Này đặt là cỡ là 20. 20. Cái một như vậy kết quả thầy sẽ thu được cái VKB này. Và bây giờ thầy chép vào Excel, nhưng mà các em sẽ bảo bây giờ em làm phần mềm cho khách mà bây giờ thầy bắt khách phải chép bằng Excel rồi khách tính thì sao? Không phải trong phần mềm chúng ta gọi cái thư viện CPLEX thì nó giải ra rồi chúng ta nhập
ghét cái WB này trong code của chúng ta dùng luôn đúng không nhỉ? Chứ chúng ta không phải ngồi chúng ta gõ này rồi chúng ta làm Excel này, nó có thư viện riêng để cho chúng ta gọi. Đó, thì cái đấy nó lại khó hơn tí. Bây giờ thì xem cái file Excel này để thầy tính này. Sau khi thầy thu được WB rồi thì thầy chuyển nó về Excel đây. Các em sẽ nhìn thấy một cái file Excel. Thầy thu được 4 cái WB thầy vừa gõ đây. WB 1, WB 2, WB 3, WB. Thì 4 cái này nó chính là cái siêu phẳng đó. Thực ra nó là hệ số của cái siêu phẳng. Cái siêu phẳng có dạng là y bằng WB cộng B. Cái siêu phẳng nó có dạng là WB cộng B bằng 0, đúng không nhỉ? Còn cái hàm phân lớp của chúng ta là có dạng là y bằng dấu của WB cộng B. Thế bây giờ cái bài toán đó người ta yêu cầu là chúng ta hãy phân lớp cái vector sau đây. Đây thầy copy cái vector bài cho chúng ta xem. Chúng ta muốn phân lớp cái bản ghi này đúng không nhỉ? Thì cái thằng 6,1 này nó chính là x1. Còn cái này là x2, x3, x4 đúng không? Thì chúng ta hãy viết nó xuống dưới này là đây là cái x của chúng ta là 6,1 này. To ra tí. Đặt lên ở đó. Còn cái này là 1,2 này, 3,5 này, 1,9 đấy. Thì hỏi rằng là cái này nó thuộc lớp dương 1 hay âm 1. Bây giờ tôi phải làm vào để nói ra dương 1 thì tính là y đặt cả cái này 18. Đấy, thì tôi phải tính một cái giá trị là y bằng x vô hướng của vkx gì đâu nhỉ cộng với b và tôi xem cho nó âm hay nó dương đúng không? Thế thì tính thì dễ thôi, cái Excel nó tính cái vkép nhân với x ấy, thì chúng ta cứ lấy một cái vkép này này, chúng ta nhân với một cái x, trong đó cái này là x1, x2, x3, x4, thực chất nó là x11, 12, 13, 14 đúng không nhỉ? Viết cái này chúng ta dễ bị nhầm x11 gọi x đi. Ok cả. Thì chúng ta nhân vào với nhau thôi. Cái x thì thầy tính vào ra cái ô này luôn nhé, bằng này. Tích vô hướng của cái này thì chúng ta cứ lấy với kép 1 này, chúng ta nhân với x1 cộng với kép 2 nhân với x2 cộng với kép 3 nhân với x3 cộng với kép 4 nhân với x4 cộng với b, tức là cộng với cái này. Đúng nhỉ? Bây giờ thầy bấm enter mà nó là dương thì tôi có nghĩa là cái thằng này nó thuộc lớp dương 1. Còn âm thì ra âm 1. Nhìn này có thể đoán được nó là âm rồi đúng không nhỉ? Tức là nhìn cái vector này có thể phải chúng ta đoán nó là thuộc lớp âm 1 nó mới đúng, nhưng mà chúng ta tính thử nó ra đấy. Âm 3,9. Có nghĩa là cái vector này thuộc vào lớp âm 1. Nhưng nếu chúng ta tính ra dương thì nó sẽ thuộc lớp dương 1. Tính ra bằng 0 nhỉ? Chúng ta có thời gian chúng ta ngồi chúng ta tính nhá. Cho tất cả những cái vector ở trong cái bộ dữ liệu huấn luyện này, chúng ta cứ lấy từng cái bản ghi ra chúng ta làm x đúng không? Ví dụ thầy lấy ở đây là 1,1, 3,5, 1,4, 0,2. Đấy. Thì nó sẽ ra dương, có nghĩa là cái vector thứ nhất nó sẽ phân vào lớp dương 1 đúng quá rồi còn gì nữa. Dương vào đây là dương đúng không nhỉ? Nhưng nếu thầy lấy ở cái vector dưới này, ví dụ thầy lấy ở đây là 9,7, 1,8, đừng có hy vọng nó đúng 100% đúng không? Đâu có phải cái siêu phẳng nào nó cũng phân tách cái lớp ra làm hai nửa 100% đâu. 4,5, 1,3 thì nó ra âm 3,8, tức là cái vector này nó ra âm thì đúng quá rồi, âm 1. Thì các em lấy với cái dữ liệu này thì nó phân tách, cho nên là chúng ta cứ lấy bất kỳ bản ghi nào nó đều ra lớp đúng. Và cái bản ghi này nó không nằm trong cái bộ này nhưng mà nó vẫn ra lớp đúng, đúng nhỉ? Nếu chúng ta, bởi vì cái này chính là cái bản ghi thầy lấy ở trong cái lớp âm 1 thì giấu cái lớp nó đi thôi. Đã, thì nó ra nó âm 1 vẫn đúng, đúng nhỉ? Như vậy thầy vừa trình bày với các em quy trình từ một bộ dữ liệu huấn luyện, thầy tìm ra được, thầy huấn luyện nó để ra được một cái classifier hay gọi là cái bộ phân loại đúng không nhỉ? Hay gọi là siêu phẳng đó. Rồi bước 2 là thầy dùng cái siêu phẳng đó để phân lớp cái bộ dữ liệu mới mà chưa có lớp ở đây như thế nào. Thì khi các em dùng SVM ở trong các cái code của chúng ta thì nó cũng phải làm như thế, chứ không có cách nào khác cả đâu. Nhưng nó làm như nào nó giấu chúng ta đúng không nhỉ?
nó chỉ đưa ra cho chúng ta cái món mà nó đã nấu sẵn rồi, đúng không? Còn cái nấu, nó nấu ở đâu? Nấu trong nhà bếp, chúng ta là khách, chúng ta ngồi bên ngoài. Thế thì khi mà chúng ta là khách, chúng ta ngồi bên ngoài thì nó cho cái món gì chúng ta phải ăn cái món đấy chứ. Ngon thì ok, nhưng mà nếu nó dở thì sao? Thì đi quán khác, đúng không nhỉ? Nhưng vấn đề là nếu anh có nhiều lựa chọn thì ok, chứ mà cả cái vùng ấy nó có mỗi quán này, ngon hay dở cũng phải ăn, đúng không nhỉ? Thế thì lại không ổn lắm. Cho nên là chúng ta phải biết cách nấu chứ chúng ta không thể là ăn sẵn mãi được, đúng không? Tất nhiên là về mặt kinh tế thì ăn sẵn sẽ là tiện nhất, đỡ mất thời gian để mua rau rồi về rồi nấu rồi mất cả ngày, ra ngoài quán ăn 30.000 là xong, đúng không nhỉ? Ok, thì đấy là tốt thôi, đấy là về mặt kinh tế. Nhưng mà ông lại còn là cái người mà ông bán cho người khác nữa, đúng không nhỉ? Chứ ông đâu có ăn vào người ông đâu, chứ ông chỉ có ăn không thôi thì ok, đúng không nhỉ? Nhưng mà ông còn là làm đâu bán cho người khác, ngon hay dở người khác người ta còn chê, thì ông phải là người biết nấu chứ. Chứ ông là đi ông mua ở quán khác về ông bán cho người ta thì không ổn lắm, đúng không? Thì bây giờ thầy đã trình bày xong cái kỹ thuật đó rồi, bây giờ thầy sẽ nhắc lại một chút, sau đó thì chúng ta sẽ giải lao đợt một này. Thầy sẽ nhắc lại cái kỹ thuật này xem làm được gì. Slideshow. Như vậy thầy đã nhắc lại cái thứ nhất là cái mô hình, thầy đã giải thích cho các em cái mô hình SVM biên cứng và biên mềm. Thứ hai là thầy đã demo cho chúng ta các bước để từ bộ dữ liệu huấn luyện chúng ta làm thành cái mô hình SVM, rồi từ cái mô hình SVM chúng ta giải nó ra thu được cái siêu phẳng tối ưu. Rồi thầy đã chỉ cho các em đâu là siêu phẳng tối ưu, đúng nhỉ? Cái VKB đó. Và rồi thầy đã dùng cái siêu phẳng đấy để phân lớp cái bộ dữ liệu mới ra được cái lớp chính xác của nó, đúng không? Mà thầy và các em thấy là kết quả khá là tốt, bởi vì chúng ta phân lớp những cái thằng trong bộ dữ liệu huấn luyện này thì khá là tốt, 100% đúng. Và cái bản ghi này lúc đầu nó ở âm 1 nhưng thầy giấu nó đi, và đến lúc đưa vào cái hệ thống nó cũng đưa ra âm 1 luôn, là chính xác. Như vậy chúng ta kết luận rằng là cái siêu phẳng đó không những nó phân lớp được đúng cái bộ dữ liệu mà chúng ta mang và chúng ta dạy nó, mà nó còn phân lớp được những cái bộ dữ liệu khác cũng đúng nữa. Tất nhiên không bao giờ chúng ta hiểu rằng là đúng 100%, nhưng mà nói chung là khá là chính xác, đúng không nhỉ? Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng lại để nghe các em, thầy sẽ nghe các em hỏi xem chúng ta có thắc mắc gì về cái phần này thì chúng ta thắc đi. Cho em hỏi. Em có ba cái mà em chưa rõ. Đấy là cái thứ nhất là cái select thì ok, nhưng mà Thắc mắc gì cái phần này? em muốn xin thầy cái tài liệu cách tính của thằng select nó tính Ừ, như thế em chờ nào. thầy tí nhé. Cái máy của thầy hình như nó đang mất tiếng đó, cho nên thầy không nghe thấy Trung nói gì. Thầy test lại tiếng. Đúng rồi. Thầy out ra để thầy vào lại nhé. Thế xin lỗi là máy mất tiếng mà thầy cứ ngồi thầy nói một mình. Không, bọn em vẫn nghe được kìa. Lúc Ừ, nãy em gọi thì thầy nghe được nhưng mà thầy không nghe được em nói gì. lúc nãy giờ chưa có bạn nào hỏi đâu ạ. À, là thầy cứ bảo sao lớp nó im vậy, nó hay đi đâu hết rồi. Đây, tôi xem lại cái màn hình. Rồi chúng ta có ai hỏi gì để thầy giải thích thêm mà. Em lại hỏi. Em có mấy câu hỏi. Thứ nhất là cái thằng split thì ok, nhưng mà em muốn xin thầy cái tài liệu mà cách nó tính, tức là em đang Chi mường tiết tượng các lúc chi tiết. đầu, nó em mường tượng lúc đầu là thầy sẽ lấy là cái dòng này nó nhân như này như thế này để nó ra được cái con số này đấy. Ừ, tức là cách nó giải cái bài toán này đúng không nhỉ? Vâng, chính xác ạ. Em nếu mà thầy có tài liệu thì cho em xin. Thầy có Cái thứ nghiên hai,
Thầy chỉ sợ em không sống, tức là cái thời gian mà cái sống của mình không đủ để đọc cái tài liệu đấy. Là chắc là mất Tức khoảng là 100 năm nữa thì mới đọc hết được hả? nó nhiều phương pháp hay là Đúng có rồi, nó nhiều nhiều phương cái. pháp. Và Nó nhiều phương pháp. thế thì nó sẽ trả lời cho câu thứ hai của em, đấy là lúc đầu em nghĩ là công thức là nó có một, nhưng mà cái là do tối ưu hay không là do chọn si, nhưng mà thầy đã trả lời giúp em là không phải là chọn mỗi si không, mà là nó có nhiều phương pháp. Thì bây giờ về thầy sẽ nói qua về phương pháp để cho các em nắm được là vậy thì phương pháp thì nó có những cái phương pháp nào, và nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu nó, tất nhiên thì nói vui vậy thôi chứ còn không phải là chúng ta không sống đủ lâu để đọc cái đấy đâu nhỉ. Nếu chúng ta đọc thì chúng ta vẫn đọc được thôi, nhưng mà chúng ta phải đọc đúng vào cái đó. Chứ còn nếu chúng ta đọc tất cả các phương pháp để giải bài toán tối ưu ấy, hiện nay thì nó có vài triệu cái tài liệu như vậy đúng không nhỉ, thì tất nhiên là chúng ta không thể đủ thời gian để đọc cái đó rồi. Nhưng mà thầy sẽ nói tóm tắt là cái bài này thì nó thuộc cái dạng gì và nó giải thì dùng những phương pháp nào. Ok, thì sau đó Vâng. em phải tìm hiểu tài liệu em đọc cái đó. Dạ. Rồi còn ai có câu Ừ, hỏi em. không? Dạ, lúc trước thì thầy chọn C bằng 5 ấy thì lý do chọn C là gì ạ? Tức là mình sẽ nói thêm về cái phần chọn C đúng không nhỉ? Ok, đấy là vấn đề thứ hai tí nữa thầy sẽ nói. Còn các bạn còn hỏi cái gì nữa không? Các bạn toàn hỏi và đúng những cái chỗ cần hỏi đúng không? Chứ còn là các bạn cũng đã nắm được cái ý tưởng của nó rồi đúng không nhỉ? Thì bây giờ thầy sẽ giải thích luôn hai cái câu hỏi của các bạn này. Thứ nhất là cái bài toán này thì nó thuộc vào cái dạng gì và giải như thế nào? Thì chờ thầy xíu, thầy phải có cái hình ảnh thì nói cho nó dễ. Cái phần này thầy giảng cái phần 4, nhưng mà bây giờ các em hỏi thì thầy chỉ nói qua về cái dạng bài toán và phương pháp giải thôi. Đây, chờ thầy xíu. Tài liệu nó có hơn 3 triệu tài liệu. Sao đọc? Đây. Thì cái bài toán của chúng ta, cái mô hình bài toán của cái SVM biên cứng và biên mềm ấy, thì nó thuộc vào cái loại bài toán tối ưu lồi. Em có biết lồi nó là cái gì không? Lồi với lõm. Lồi lên nào. Lùi nó vòng xuống. Thầy tưởng lồi là nó phải vòng lên chứ không phải lồi chứ đúng không? Nó sẽ vòng. À, nó lên tức là nó thuộc vào cái dạng bài toán tối ưu lồi, bởi vì chúng ta đang giải một cái bài min, mà cái min mà nó parabol như này ấy, thì gọi là quadratic. Quadratic tức là dạng toàn phương ấy. Toàn phương tức là chúng ta cứ hiểu nôm na là bình phương là cái mũ cao nhất của nó, chúng ta biết là chuẩn hai của vê kép bình phương đúng không nhỉ. Thế mà còn lồi nữa, lồi tức là nó lõm xuống như này. Lồi mà nó lồi có nghĩa là gì? Không phải lồi mà nồi, nồi hay lồi, lồi đúng không nhỉ, lồi, xin lỗi. Cái hàm lồi có nghĩa là thế nào thì cái phần này thầy sẽ nói sau, nhưng mà hàm lồi có nghĩa là khi chúng ta lấy hai cái điểm trên cái hàm đó chúng ta nối với nhau thì cái phần giữa của nó sẽ nằm bên dưới, thì đấy gọi là lồi. Giống như cái củ khoai tây ấy, chúng ta chém một nhát thì cái miếng nó rơi ra thì cái đường thì cái miếng đó nó sẽ nó tức là trong cái gọi là cái gì, cái lát cắt, cái gọi là cái vết cắt đó, nó không có cái lỗ ở bên giữa thì gọi là lồi đúng nhỉ. Nó có một cái lỗ ở đấy thì chứng tỏ là cái chỗ đấy nó có cái lõm, đơn giản không vậy. Thì đây là cái hàm lồi đây. Thế thì để giải cái bài này thì nó rất dễ giải, chúng ta có thể dùng phương pháp đơn hình rồi gì, dùng phương pháp gì ở trong cái Newton đấy đúng nhỉ, trong cái đại học chúng ta học. Nhưng mà vấn đề là phương pháp đấy á, mà chúng ta ngồi chúng ta lập bảng đơn hình những thứ gì nó rất là lâu mà chúng ta không thể làm bằng tay được, chúng ta phải dùng công cụ để giải đúng không. Thì cái công cụ thì cái thằng Simplex ấy là nó làm hàng trăm bao nhiêu năm rồi, 30 40 năm rồi nó mới xây dựng được cái công cụ Simplex đấy, cái thằng IBM ấy. Và cái thằng IBM thì các em biết là nó rất nhiều tiền đúng không nhỉ, nó mua rất nhiều phương pháp khác nhau, nó
gắn vào trong cái nó có thể giải được các dạng bài toán, nhiều dạng bài toán, trong đó cái bài toán lồi của mình thì nó không coi ra cái gì cả, nó quá dễ dàng đối với nó. Thì nó có thể dùng phương pháp barrier, rồi thì phương pháp, nói chung là trong đó nó có một cái chấm để chúng ta chọn phương pháp, cái CPLEX đó. Thì em muốn tìm hiểu có phương pháp gì ở trong ấy, thì các em phải tìm hiểu cái tài liệu về CPLEX trước, là trong cái solver này, solver tức là cái CPLEX này gọi là solver, solver tức là cái thằng giải, sol tức là giải, thằng giải bài toán. Cái solver này nó có bao nhiêu phương pháp giải, là những phương pháp gì đúng không nhỉ, nó chấm ở trong đấy, phương pháp dual tức là đối ngẫu này, hay là phương pháp remote này, hay phương pháp barrier là cái gì đúng không nhỉ. Nói chung là nó có nhiều thứ ở trong đấy và nó viết thành tài liệu. Thì nếu như em muốn tìm hiểu cái đó thì em đọc cái tài liệu hướng dẫn của thằng CPLEX đúng không. Thì cái đấy là cách nhanh nhất, chứ còn bây giờ mà hỏi bà thầy, thầy bài toán này có bao nhiêu phương pháp giải thì thầy chẳng trả lời được. Chung nha. Ok thầy. Thầy đâu có đọc được hết các tài liệu đâu đúng không nhỉ? Không, thực ra là em làm sai thực thì em có thấy là chỉ cần truyền tham số vào là ấy. Nhưng mà đúng là như thầy nói là nó khi mà chấm ra nó rất là nhiều, mà em không biết là cái nào, tại vì là em chưa hiểu về nó. Mà nó sổ ra nhiều mà mình không biết là chọn cái gì. Nhưng mà có một điều mà em cần phải biết, đấy là ta cần phải giải một cái bài toán tối ưu dạng toàn phương lồi, có đúng không? Dạ. Đó là cái mình cần phải biết thôi. Chứ còn nếu mà mình đã dựa vào nó thì mình đâu có tìm hiểu sâu nó, thì mình phải đọc cái tài liệu hướng dẫn của nó. Còn nếu nó mà không hướng dẫn thì mình cũng chịu luôn, đúng không nhỉ? Vâng. Nó hướng dẫn thì mình chịu. Nhưng mà cái mà em cần phải nắm chắc đấy là ta phải giải một cái bài toán tối ưu dạng toàn phương lồi. Nếu ông không thích xài của nó thì ông tự giải đi. Tự giải thì ông phải biết cách giải, nếu như cách của ông có tốt hơn cách của nó hay không. Vấn đề thế. Nếu mà cách ông tốt hơn thì ok, nhưng mà nếu anh xài cách của nó, anh cảm thấy rằng là anh không ưng, anh muốn thay nó đi, thì anh cũng biết, à vậy thì ta thay cái chỗ đó. Nhưng thầy lưu ý là cái bài toán này đó, là cái bài toán lồi, thì giải bằng phương pháp nào nó cũng ra kinh nghiệm đúng như thế. Thì vậy thì đâu có cần phải thay đúng nhỉ? Dùng luôn luôn đi, không giải phương pháp gì nó trả ra kinh nghiệm đấy. Trong trường hợp em gặp một cái bài toán không lồi, tức là lồi lõm luôn nhỉ, thì lúc đó nó rất là khó giải. Mỗi phương pháp ra một kiểu, thì lúc đó ông mới có cái đất để ông làm. Chứ còn đã nó lồi rồi thì thôi, cứ yên tâm mà dùng của nó đi, không phải lăn tăn, đúng không? Vấn đề thứ hai là vấn đề điều chỉnh tham số C là như thế nào. Thế thì cái C để nó điều chỉnh như thế nào thì chúng ta có thể hình dung như này. Đây là một câu hỏi lớn nhé. Thầy chỉ có thể trả lời em bằng thực nghiệm, bằng kinh nghiệm thôi, chứ thầy không có lý thuyết nào nói cho em biết là sẽ chọn số C như thế nào. Thế thì C bằng bao nhiêu là tốt cho một cái mô hình? Thì cái câu hỏi này thầy đã hỏi ngài Ian Gagmer, là gần như chúng ta cứ tưởng tượng ông đấy là một cái cây đa cái đề trong cái SVM này đúng không nhỉ? Thầy đã hỏi ông ấy, hỏi trực tiếp luôn trong một cái hội thảo ở bên Hy Lạp ấy, thì thầy khi mà ăn cơm ấy, thì thầy gặp ông ấy, thì ông ấy mới kéo lên phòng ngồi, thì hai người mới ông ấy kéo lên phòng riêng của ông ấy ngồi để trao đổi ấy. Ông rất là thích. Thầy mới hỏi ông là vậy thì ta sẽ chọn cái C này bằng bao nhiêu thì nó tốt, hỏi như em hỏi luôn đó. Mặc dù mà thầy đã thực nghiệm cái này mấy năm rồi nhưng mà thầy vẫn hỏi ông ấy. Thì ông nói là cái C này bằng bao nhiêu tốt thì ta cũng không trả lời được, nhưng mà ta có hướng dẫn hai cái đứa mà nó làm luận án tiến sĩ về cái này đó, về cái cách chọn C này đó, mày có thích hỏi thì ta giới thiệu để cho mày hỏi nó. Đấy, tức là ông trả lời như vậy thì mình hiểu rằng là cái vấn đề chọn C nó không có một cái tài liệu nào mà nó nói cho em biết cách chọn như thế nào. Nhưng mà nó có một cái cách theo thực tế mà thầy đã thực nghiệm thì nó như thế này. Này. Thầy vẽ một cái đồ thị này này. Thì cái C này đó, khi mà em chọn C quá nhỏ đó thì cái hiệu suất của cái mô hình của em nó sẽ giảm đi. Bởi vì khi mà các em chọn C nhỏ thì cái thành phần cờ C của em ấy nó sẽ vô tác dụng, bởi vì nó nhân với một cái số rất nhỏ.
thì nó sẽ không có tác dụng. Như vậy thì cái mô hình viên mềm đó, nó sẽ giống cái viên cứng, có đúng không? Khi kem chọn C nhỏ này. Thầy lấy lại cái mô hình để thầy nói cho nó dễ. Khi mà kem chọn C nhỏ ấy, thì có phải cái thành phần này nó sẽ cái thành phần C cờ C này nó sẽ bị yếu thế so với cái thành phần với kép bình phương này không? Thì cái mô hình biên cứng biên mềm của chúng ta nó sẽ chuyển dần về biên cứng. Như vậy cái hiệu suất của mô hình nó sẽ giảm đi đúng không nhỉ? Nhưng khi mà em lấy C quá lớn ấy, thì cái bài toán tôi yêu chủ yếu là nó min cái cục C này này. Nhưng mà cái mà chúng ta cần nó min là cái lề này này. Cái 1 phần 2 với cái bình phương là đấy là cái ban đầu chúng ta cần phải nó phải đạt min. Thì bây giờ thay vì chúng nó min cái đó, nó lại đi min cái cục C này. Tức là cái này nó sẽ không quá min đúng không nhỉ? Tức là nói chung là chúng ta sẽ tìm ra một cái nghiệm nó không tốt. Thì lúc đó cái hiệu suất nó sẽ giảm đi. Nhưng mà cũng rất may chúng ta là cái với một cái giải C rất lớn đó, thì cái hiệu suất nó ổn định như này đó. Vậy thì cái C bằng bao nhiêu nó sẽ là tốt? Thì thông thường là cái C chúng ta sẽ lấy từ 0,5 mà cho đến 200 thì nó sẽ tốt. Đây, từ 0,5 đến 200, cái chỗ này là 200, cái chỗ này là 0,5. Còn nếu các em lấy nhỏ hơn cái số đó, rất có thể là cái hiệu suất của mô hình nó sẽ giảm đi. Ví dụ chúng ta lấy C 0,1 thì có thể hiệu suất nó sẽ giảm đi đó. Thì đấy là thông qua thực nghiệm thì thầy nói như vậy thôi, chứ còn nó chưa có cái lý thuyết nào mà nói ở lấy C bao nhiêu cả. Vâng. Đấy thì cứ lấy C 50 đi, đúng không? Đâu có sao đâu. Nhưng mà đừng lấy to quá. Ok, còn ai có câu hỏi gì nữa không? Em còn câu hỏi này, cái bộ dữ liệu mà mẫu của mình ấy, sau đấy là mình sẽ có rất là nhiều lần mình thực tế là ví dụ hôm nay có một cái mẫu mình tôi cần phân loại, thì cái mẫu đấy khi mà đẩy vào cái tập giả sử như vừa rồi là mình có 6 mẫu và 4 mẫu đúng là 6 mẫu và một cái cần phân loại. Vậy thì cái cần phân loại ấy, sau khi mà đã phân loại xong thì nó có tự cập nhật lại cái mẫu là thành 7 hay không, hay là cái đấy là mình lại phải cho học lại? Tức là câu hỏi của em ấy là sau khi tôi phân lớp đúng một bản ghi rồi thì liệu rằng tôi có chuyển cái bản ghi đấy vào trong bộ dữ liệu huấn luyện hay không? Tức là cái VKB nó có thay đổi hay không? Tại vì theo em hiểu là khi mà cho thêm vào đầu vào ấy thì nó sẽ thay đổi cái VKB. Không, nó đâu có thay đổi nhiều đâu em. Tức là ví dụ như là cái tim đường là thầy đã tìm được rồi nhá. Thì bây giờ nếu em thêm một hộ dân nữa mà cái hộ dân ấy sống mãi trong làng ấy, thì nó đâu có ảnh hưởng gì đến cái vạch đấy đâu, khi em trên lại nó vẫn đang cái vạch đấy à? Đầu tiên bạn phải tìm. Nhưng mà cái tim đường ấy thì nó là giữa hai cái nề đường đúng không ạ? Bây giờ em có một cái điểm mà đầu vào của nó ấy, là cách là cái nằm giữa nề và tân và tim. Thì nói chung là này này, vấn đề là nếu như em có một cái bộ dữ liệu huấn luyện mới thì em phải trên lại thôi. Đúng rồi. Dạ, còn này... Ok, em thế em hiểu rồi. Đấy là do trước không lấy thiếu, em lấy thiếu ra các cái tập mới. Đúng rồi. Tập em lấy thiếu đó cho nên nó mới có một cái điểm mới nằm ở tim đường đó. Đúng rồi. Thì bây giờ nó phân bố nó lại khác đi so với cái ban đầu đúng không nhỉ? Thì mình phải trên lại thì nó mới tốt thôi. Vâng, vâng. Còn nếu em không trên lại em cứ dùng nó thì em coi cái thằng ở giữa đường ấy là hên xui 50-50 đúng không nhỉ? Lúc đó cái hiệu suất của hệ thống của em nó bị overfit. Overfit tức là nó phân lớp được 6 cái thằng huấn luyện rồi ok, nhưng mà đưa thằng mới vào nó lại không ok. Vâng. Còn overfit thì mình lại phải làm lại thằng dữ liệu huấn luyện. Vâng. Và trên lại. Vâng rồi. Em thầy cho em hỏi lần nữa là có phải là càng nhiều dữ liệu thì càng tốt không? Tức là càng nhiều dữ liệu huấn luyện thì càng tốt, ý em hỏi là như vậy đúng không? Vâng. Thì cái câu trả lời là không hẳn là như vậy, mà cái dữ liệu huấn luyện là nó phải đại diện cho cái sự phân bố của dữ liệu thì nó mới tốt. Ví dụ như là chúng ta làm theo chiều cao thì chúng ta phải lấy một cái thằng nó cao chót vót, rồi một thằng cao vừa vừa, rồi một thằng cao giữa, rồi vân vân. Chứ chúng ta lấy 100 thằng đều cao như nhau á,
Thì đến lúc chúng ta trên ra một cái bộ phân loại, nó chỉ phân loại được những thằng cao thôi đúng không nhỉ? Ý là như thế. Có nghĩa là cái dữ liệu nó phải phân bố, nó phải đại diện cho tất cả các thành phần. Hay là nói chung là cái phân bố nó phải đại diện cho cái phân bố thực của cái dữ liệu trong thực tế. Chứ nếu ông chỉ lấy một cụm thôi thì ông sẽ tìm ra một cái siêu phẳng khác. Thì tí nữa vào giải lao xong vào thầy sẽ vẽ ra cái trường hợp đấy để các em nhìn cho nó dễ. Nhất là cái dữ liệu nó phân bố một đằng mà ông phải lấy dữ liệu huấn luyện một nẻo đúng không, Dạ vâng. thì ông sẽ ra một cái siêu phẳng nó lung tung, nó không phân loại đúng cái dữ liệu Vâng thực rồi. tế của mình. Đó. Nhưng không phải là nhiều là tốt, nhiều cũng có thể là tốt nhưng cũng có thể là không tốt. Ví dụ nhiều nhưng mà nó cứ giống giống nhau thì nó sẽ không tốt đúng không. Vâng. Cho nên nhiều bạn mới nghĩ ra cái kiểu là có một cái khuôn mặt xong rồi bắt đầu dùng đủ các loại để co kéo giãn được các thứ. Cái đó thì nó cũng gọi là tốt hơn một tí thôi chứ nó cũng không có gì tốt, không có tốt lắm đúng nhỉ. Thì các bạn cứ nghĩ là nhiều là tốt mà. Thầy cho em hỏi một câu nữa. Ừ. Đấy là từ một cái một bài toán cụ thể giống như là xác định là một quả táo trong tập hợp của mình ấy, thì cái có phương pháp nào để mình quy 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 quy, quy chuẩn về cái mô hình, tức là gọi là mô hình hóa nó về một cái tập các cái vector như thầy nói không ạ? Hay là Chuyển nó về vector đúng không nhỉ? vâng, Có tức là cái ví dụ cách quả táo, tức là quả táo thì ví dụ như là một quả táo thì mình sẽ quy hoạch về cái mô hình hóa về cái tập hợp như thế nào thì là hợp lý, hay là tùy từng người, tùy từng người nào. giải Thầy bài hiểu toán. câu hỏi của em rồi. Tức là từ một cái ảnh đúng không? Thì em làm thế nào để quy được Dạ. vector? Vâng, đúng rồi. Bởi vì cái FVM nó chạy với dữ liệu đầu vào là một vector nhé. Nó khác với CNN là đầu vào là một cái ảnh, còn CNN 1D thì nó là vector. Cái đấy thì không nói gì. Nhưng mà nói chung ấy là FVM nó là một vector. Thì bây giờ tôi có một cái ảnh thì tôi có cái vector như thế nào? Thì câu trả lời là có vô vàn cách chứ không phải chỉ có một cách để chuyển nó thành vector. Thầy lấy ví dụ, cách đơn giản nhất là em kéo giãn cái ảnh ra thành một vector. Giống như là chúng ta kéo một cái áo len ấy thành một cái sợi len. Đúng không? Chúng ta cầm hai đầu, chúng ta kéo cái kéo này nó ra thành một cái sợi. Đấy là một cách tồi tồi tệ nhất đúng không nhỉ? Nhưng mà nó cũng là một cách. Cách thứ hai là giống như thầy trình bày ngay từ đầu ấy, là thầy sẽ đọc trên cái ma trận red green blue của nó, sáp của nó đúng không, để thầy thu được một cái vector. Cách thứ ba là có thể dùng ngay cái chính thằng CNN đấy để nó lấy cái vector cho mình đúng không nhỉ? Bởi vì cái CNN là nó sẽ biến cái ma trận thành một cái vector. Cái flatten của nó sẽ, chúng ta sẽ thu được một cái vector đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta xài cái đấy thì nó flatten thì nó đơn giản, nó cũng chỉ là kéo giãn thôi, nhưng mà nó kéo giãn cái ảnh sau khi mà nó đã trích chọn đặc trưng rồi, nó thành cái ảnh nhỏ xíu rồi thì nó kéo giãn ra thì nó tốt hơn là cái việc chúng ta kéo giãn cái ảnh ban đầu. Rồi cách thứ n đó đúng nhỉ, mỗi ông làm một kiểu chứ chẳng có ông nào giống ông nào, rất nhiều cách đúng không? Vì cái hệ thống của em thôi. Ok, ta có hỏi gì thêm thì chúng ta cứ hỏi thoải mái, hỏi thì tốt thôi. Sợ là không có gì để hỏi thì tức là chúng ta không hiểu gì cả thì chúng ta không hỏi đúng không nhỉ? Em thầy cho em hỏi là cái C, cái việc tân định cái tham số C nó cũng giống như việc mình tân định cái learning rate cho cái quá trình training của mình của cái mạng neuron luôn. Cái việc learning cái tham số C, learn cái tham số C thì nó là một cái bài toán khác. Còn trong cái mô hình này khi mà chúng ta đưa nó vào sử dụng thì cái C chúng ta phải biết trước rồi. Còn em muốn tìm số C bằng một cái mô hình nào, đấy là việc, đấy là cái bài toán hoàn toàn khác nhé. Đấy là bài toán khác. Còn khi em dùng FM để phân lớp, để trên nó để cho nó phân lớp thì cái C em phải biết trước rồi. Hoặc là bây giờ em có thể phát triển lên một cái mô hình là vừa trên vừa tìm ra C lại vừa tìm ra VKB. Ok, đấy cũng là một hướng đúng nhỉ? Đây, ý em là muốn là giả sử như là cái tham số C mình vừa chuyên như ý thầy nói vừa chuyên vừa tối ưu cái tham số C ấy, thì Đây, hiểu rồi. dùng cái Coi learning C là một hướng luôn, đúng không? vâng thì nó sẽ tối ưu cho cái hàm lồi của mình thì đồng Đấy thời là một cái ý kiến rất là hay, thầy cho rằng rất là hay. Mà rất nhiều người muốn nghiên cứu cái hướng đó, tức là coi cái tham số của mình nó như là một biến luôn, thì tất vâng nhiên là khi đó bài toán của em nó sẽ tăng biến lên một đúng không nhỉ,
Nhưng mà em đang có một tí biến nó thành một tí linh một thì nó cũng không có đâu có phức tạp gì đúng không? Nhưng khi em nhân nó vào cái cờ si nó sẽ thành bình phương c cờ si mà đúng không? Còn nếu mà c nó là hàng số thì cái cờ si nó là bậc một đúng không nhỉ? Còn khi em nhân vào thì nó là bình phương thì nó vẫn là cái bài quadratic. Thì với cái bài này mình có thể giải nó với biến là c á, thì nó vẫn giải được, nó vẫn giải được. Nhưng mà chỉ có điều là khi em cho cái c nó là một biến ấy, thì cái bài toán của chúng ta nó lại vừa min của cái 1 phần 2 với cái bình phương, lại vừa phải tìm ra được cái c nữa đúng không nhỉ? Thì con nó có thể ảnh hưởng một chút đến cái v kép chăng? Nên là thầy nghĩ vậy thôi, chứ cũng chưa, thầy chưa có thử. Em nghĩ là nếu là như kiểu mình đã giả sử mình đã chọn trong một giải như là như thầy gợi ý là từ 0.5 đến 200, thì giả sử mình chọn một giải thử là từ 10 đến 50 chẳng hạn, xong rồi mình chọn một cái C tốt trong đấy, xong rồi mình sẽ khóa cái VKX lại, rồi lúc đấy mình mới tuning cái tham số C tiếp là chạy một cái hàm với cái liên kết khác để tối ưu cái lồi cho cái C đấy. Tức là em chạy với các C khác nhau đúng không? Thì sau đó em thấy cái C nào tốt em lấy hay sao? Ý em là kiểu mình giả sử như kiểu với kinh nghiệm thầy là chia sẻ là đã mình có kiểu lấy khoảng C từ 0 đến 0.5 đến 200, thì mình chọn ngẫu nhiên một cái giải nó bé thôi trong đấy. Xong rồi với cái giải nhỏ đấy mình sẽ turning cái VKX trước để tìm ra cái VKX tốt nhất. Xong rồi mình khóa cái VKX ấy lại để chuyên tiếp với cái liên kết khác để tối ưu cho cái hàm lồi của mình. Lúc đấy mình sẽ tìm cái C ấy, tìm cái C tốt nhất hơn. Không, nhưng mà cái tập dữ liệu của mình là cố định và cái điều của mình phân loại ấy, nó chỉ là một cái thôi. Thế nên là khi mà bạn chọn cái C đấy ở từ nhỏ hơn, tức là ý bạn là chặt nhỏ cái khoảng của thầy ra, sau đấy là mình tìm tối ưu trong cái khoảng nhỏ đấy, thì mình thấy là cái tập dữ liệu nó phụ thuộc vào cái tập đầu vào của mình và cái tập thử của mình là lớn hay không thôi. Chứ còn nếu mà như thế thì mình thấy là nó không khác gì nhiều. Đặt chọn chi bao nhiêu thế? Với cái giả sử, bởi vì là mình chưa biết trước được là toàn bộ cái dữ liệu của mình cái nó sẽ như thế nào, bởi vì cái tập trên nó chỉ, nếu mà theo cái nguyên tắc lấy mẫu của thống kê ấy, mình chỉ có thể lấy ngẫu nhiên một cái tập nhỏ trong cả cái vùng dữ liệu lớn thôi, vì mình không thể dám chắc được là cái vùng dữ liệu đấy nó mô tả được bao nhiêu cái đặc trưng của cái quần thể đấy. Thì nếu mà mình chọn mặc định coi như là đúng thì khó để mình cover hơn cái phần dữ liệu đấy. Qua có ý kiến gì thêm không? Em cũng có một cái ý kiến. Chọn C từ 0.5 đến 200, sau đó thì mình tìm cái biên, tìm được cái đề là làm sao cho cái đề được cực đại, thì mình tìm thì khi đó thì mình đề đấy thì mình lúc nào mới với mỗi mụn 1C thì mình sẽ có một cái đề khác nhau đúng không ạ? Có khi nào mà đề mà đặt cực đại thì mình lấy được cái C. Thì vấn đề là như này. Ok, đấy cũng là một cách đúng không nhỉ? Kéo một cách nào cứ nói đi rồi thì thầy sẽ trình bày. Vấn đề là kéo đang bị lạc đường đúng không? Đâu, mình đâu có phải băn khoăn gì về cái chuyện C đấy. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã nói là cái C nó ổn định trong cái đoạn từ 0.5 đến 200 là thông thường là như thế. Ổn định tức là thế nào? Ông lấy bằng bao nhiêu thì nó cũng ra cái kết quả bằng đấy thôi. Các em có hiểu cái đường mà nó bị phẳng cái trên đầu đâu? Các em tưởng tượng cái một cái ngọn núi mà bên trên nó phẳng lì như cái bàn cờ đó, đúng không nhỉ? Chứ nó đâu có phải là cái parabol, nó phẳng lì luôn. Vâng, thì tội gì mình phải lăn tăn về cái chuyện đó, chỉ cần lấy 50 là xong đúng không? Vâng ạ. Chứ còn nếu mà nó là cái parabol nó nhọn hoắt như thế này, nó nhọn hoắt lên ý, thì có nghĩa là ông lấy lệch ra một cái giá trị tối ưu của nó là nó sẽ bị ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống đúng không nhỉ? Nhưng ở đây nó chỉ giảm khi mà nó quá nhỏ hoặc quá to thôi. Thì không tội gì mà chúng ta phải băn khoăn đến vì cái tìm C đúng không nhỉ? Vâng. Ta cứ việc đặt C bằng một cái hằng số thôi. Còn cái chuyện người ta làm tiến sĩ là người ta phải nghĩ ra đủ trò để người ta làm. Có cái chỗ để người ta làm đúng không?
Tất nhiên là người ta không ứng dụng ở đây thì ứng dụng ở chỗ khác, còn mình nhé, mình chỉ là trên một cái SVM thôi. Thì mình đã biết là cái đặc điểm của thằng C này nó như một ngọn núi mà trên đỉnh núi nó lại phẳng, thì không tội gì mà mình phải tìm cách tìm C tối ưu cả, mình cứ tìm bằng thực nghiệm thôi, đúng không nhỉ? Vâng ạ. Nhưng chỉ có trường hợp là thầy nói là từ 0,5 đến 200 thì nó tốt, nhưng trên dữ liệu của em nó không phải như thế. Đấy là những cái dữ liệu thầy test thì thầy thấy thế, còn em là không phải như thế. Thì lúc đó chúng ta mới phải lăn tăn là xem cái khoảng ổn định của nó là bao nhiêu, thì chỉ cần thử là biết thôi. Nhưng chắc chắn nó sẽ có một cái khoảng ổn định ở trên đỉnh như này. Và chúng ta chỉ cần chọn cái C đấy là xong. Thôi. Nó không ảnh hưởng gì đến cái hiệu suất của hệ thống của em cả. Vâng. Đi hiểu cái vấn đề C chưa? Ngày đầu thầy mới nghiên cứu cái này thì cũng 2 năm tăng về cái C đúng không nhỉ? Nhưng mà sau khi mà thầy hỏi nghe An thì ông bảo thế thì thầy chịu. Thì cái ông Ian là một trong các tác giả mà có một có bài báo thuộc vào cái top 100 bài báo về SVM. Mà các em biết là SVM thì nó có khoảng vài triệu bài báo đúng không nhỉ? Có một cái bài mà lọc top 100 thì nó rất là nổi tiếng rồi đó. Đó thì mà ông ấy nói thế thì chịu rồi đúng không nhỉ? Thì chúng ta đừng có băn khoăn về cái C này làm gì. Nhưng mà cái ý tưởng ấy, ý thầy nói là cái ý tưởng của Sơn á là rất tốt, là bởi vì trong các mô hình khác nếu như mình có một cái tham số mình muốn turning thì mình có một cái ý tưởng là mình đặt nó thành một cái biến luôn để mình giải cái bài toán đấy đúng không nhỉ? Nhưng các em chỉ có thể làm thế khi các em ở cái cấp độ bên trong của nó, tức là các em biết cái mô hình bài toán của nó là min cái gì, mắc cái gì, thì lúc đó các em mới phải lăn tăn về cái chuyện đó. Còn các em chỉ ở cấp độ ứng dụng thôi ấy, cứ chấm là nó ra ấy, thì các em chỉ có mỗi cái là tuning đúng không nhỉ, tức là cái thay đổi nó đi để thử đúng không nhỉ, chứ không có cách nào khác cả. Còn khi người ta đã nghiên cứu ở trong cái mô hình sâu như này, người ta mới có thể đưa ra các phương pháp để chúng ta có thể tìm được cái tham số tối ưu, thì cái đó là làm một bài toán khác. Như là như thế. À, em cũng muốn hỏi một cái là nếu như mà đối với một cảnh bứt phá này của bạn không có hard margin nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng SVM hard margin thì cái gì sẽ xảy ra? Cái hard margin ấy thì nó có thể tốt bằng cái soft margin hoặc là nó kém hơn. Vậy thì không có lý do gì mình không dùng soft margin đúng không nhỉ? Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn cố tình sử dụng, không sao cả. Có thể nó không tốt. Ừ, vấn đề là phân lớp thì đâu phải lúc nào chúng ta cũng được 100% đúng không? Nhưng đôi khi ví dụ như là 80% cũng không chết ai cả mà chúng ta vẫn dùng được. Nhưng có những trường hợp 1% cũng không được luôn. Ví dụ như chúng ta chẩn đoán bệnh hay là chữa bệnh hay gì đó, mà chúng ta chẩn đoán sai 1% bao nhiêu người chết chúng ta đâu có biết. Thì lúc đó 1% cũng rất là quý đúng không nhỉ? Nhưng có những cái mà ví dụ đề xuất ra video clip thì đề xuất sai nó cũng đâu có sao, đâu có ai chết đâu, đúng không? Tất nhiên là hệ thống của chúng ta thì kém hơn tí, nhưng mà lúc đó ý thầy nói là nó không quan trọng về cái chuyện đó thì chúng ta vẫn dùng được đó. Thế còn có những trường hợp mà chúng ta cần phải độ chính xác phải thật cao, càng cao càng tốt, không cao thì thua, nó không dùng cái sản phẩm này, thì lúc đó chúng ta phải lăn tăn. Nhưng lăn tăn thì người ta nói là soft margin thì nó mềm dẻo và nó tốt hơn là hard margin, thì chúng ta cứ dùng thôi. Còn nếu chúng ta dùng hát thì cũng không sao cả, nhưng mà nó có thể bị ảnh hưởng thôi, chứ không nói là nó sẽ ảnh hưởng, nhưng nó có thể. Nhưng đừng có làm tăng cái đó. Trên thực tế người ta cũng không dùng shop mà cũng không dùng hát, không dùng hai cái mô hình này. Tí nữa thầy sẽ nói cái mô hình thứ ba. Thực tế người ta sẽ không giải hai cái mô hình này mà người ta sẽ giải cái mô hình khác. Vâng ạ. Đó. Ok, chúng ta còn câu hỏi gì nữa không? Tại với cái bài toán này thì nó đang là phần ý, thì bây giờ mình muốn ra nhiều cái nữa khác thì nó sẽ có cái mô hình cái chuyên đề về phân đa lớp, tí nữa thầy sẽ nói sao, hoặc là nhị phân của nhị phân đấy, kiểu thế. Thì tí đấy cái vấn đề đấy nó thuộc vào cái chuyên đề phân đa lớp trong SVM, tí nữa thì thầy sẽ nói đúng không nhỉ, dùng cái kỹ thuật gì. Ok, chúng ta giải lao một tí nhé. Chúng ta sẽ giải lao đến 10:05 nha. Được rồi, bác em chào thầy.